Chương 16 tiểu tu kết cục theo dõi. Lưu Hồng Hà về đến nhà vừa vặn nghe được huynh muội hai người tranh chấp, vừa hỏi mới biết được chính mình nhi tử làm chuyện ngu xuẩn, tức giận đến trực tiếp mắng lên, ngươi có phải hay không bị An Tĩnh Nguyên đánh choáng váng, liền tính hắn sẽ không tu kia đồ vật, nhưng ngươi lấy cớ như vậy lạn, là cá nhân là có thể nhìn ra được tới là cố ý. Triệu Khang Vân nhíu mày, nhìn ra được tới lại như thế nào, ta bị đánh là giả sao? An Tĩnh Nguyên hắn nếu là có bản lĩnh vậy tu hảo, nếu là tu không tốt, Triệu Trấn Quốc còn không phải đến ngoan ngoãn trở về tìm ta. Lưu Hồng Hà không biết An Tĩnh Nguyên có thể hay không tu hảo, nhưng là hắn tìm lấy cớ có lệ Triệu Trấn Quốc cũng đã là sai, chẳng sợ đi xem một cái cũng hảo, người như thế nào biết An Tĩnh Nguyên sẽ không tu hảo. Vạn nhất hắn vận khí tốt máy kéo đột nhiên thì tốt rồi, không phải tiện nghi hắn. Triệu Khang Vân nghe vậy trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cảm thấy có cái này khả năng, thật giống như Cố Chi Nghiên đột nhiên gả cho hắn như vậy. Lưu Hồng Hà cũng đau lòng chính mình nhi tử bị đánh, nhưng phía trước bị An gia đoạt đi rồi Cố Chi Nghiên, hiện tại thật vất vả có cái thống kê chức vị ra tới, vạn nhất lúc này lại bại bởi An gia, kia thật là muốn mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Cho nên hoãn khẩu khí sau, nàng lại khuyên nhủ, ta biết ngươi không thoải mái, nhưng cho dù ngươi trong lòng có khí chúng ta cũng không nên lúc này phát, ngươi đi trước nhìn kỹ hãng nói. Nếu là ngươi lại bất quá đi, không ngừng lão bà ngươi bị người đoạt, rất có thể ngay cả ngươi muội công tác đều phải khó giữ được. Dứt lời, Triệu Khang Vân tâm tình bực bội, nhưng không thể không nói hắn hiện tại đã buông lòng, Cố Chi Nghiên đã bị An gia trước mặt mọi người đoạt đi rồi, hiện tại nếu là liền một phần công tác cũng muốn bị cướp đi nói, kia hắn Triệu Khang Vân ở người khác trong mắt liền thành kẻ bất lực. Nhưng vừa rồi hắn đã cự tuyệt Triệu Kiến Xuyên, hiện tại chỉ có thể căng ra đầu chạy nhanh đi chạy tới nơi. Đương Triệu Khang Vân lúc chạy tới, nhìn thấy nguyên bản phát động không dậy nổi máy kéo chính, thình thịch mà mạo yên, mà Triệu Trấn Quốc cũng vừa vặn vẻ mặt ý cười từ phòng điều khiển trên dưới tới. Hắn sắc mặt xoát một bạch, cảm giác phi thường không ổn. Triệu Trấn Quốc thấy Triệu Khang Vân xuất hiện, tầm mắt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhà thanh, sao ngươi lại tới đây, tay thương hảo sao? Hắn thanh âm mang điểm nhi thứ, Triệu Khang Vân nghe được ra tới, nhưng lúc này hắn chỉ nghĩ chứng thực một sự kiện, máy kéo sửa được rồi. Triệu Trấn Quốc nghe vậy chỉ vào bên người còn ở, thình thịch, vang máy kéo, cười cười, ngươi không thấy được khởi động sao? Vừa mới chuẩn bị cho tốt, Triệu Khang Vân cắn chặt răng, cắn cơ cố lấy, ai tu hảo. Triệu Trấn Quốc nhìn thoáng qua An Tĩnh Nguyên, ánh mắt giãn ra, ít nhiều Tĩnh Nguyên, nếu không phải hắn, hôm nay nhị đội những cái đó đội viên nếu không đến máy kéo, phỏng chừng muốn đem ta mắng đã chết. Đội trưởng khách khí, An Tĩnh Nguyên thần sắc nhàn nhạt đáp lời, may mắn không phải cái gì vấn đề lớn, cũng không khó tu. Nào nói, Triệu Trấn Quốc cười ha hà, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật sự mấy lần, về sau xe nếu là lại ra vấn đề, ta liền tìm ngươi nhìn xem được. Trương Hưng Hoa vội nói, ngươi nhưng câm miệng đi, máy kéo tới rồi chúng ta trong tay cũng chỉ tưởng nói không may mắn nói. Nghe ba người kẻ sướng người họa, Triệu Khang Vân sắc mặt mắt thường có thể thấy được đỏ lên, hắn chuyển mắt nhìn An Tĩnh Nguyên liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn một thân hãn, đôi tay dính dầu đen, vừa thấy liền biết Triệu Trấn Quốc vừa rồi không có nói sai. Con mẹ nó, thế nhưng thật sự làm An Tĩnh Nguyên đem máy kéo sửa được rồi, kia thống kê cái kia công tác Triệu Trấn Quốc có phải hay không muốn tặng cho An gia. Đang muốn như thế nào mở miệng hỏi cái này sự, Triệu Trấn Quốc đột nhiên hỏi hắn, đúng rồi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Triệu Khang Vân khóe môi giật giật, hiện tại máy kéo đã sửa được rồi, hắn nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng liền căn bản không dùng được, cho nên trong lúc nhất thời không biết ứng cái gì, không có gì, ta chính là đến xem. Triệu Trấn Quốc đoán được ra tới hắn vì cái gì tới, nhưng hiện tại đã không cần hắn, chỉ hừ nhẹ thanh nói, vậy là tốt rồi, ngươi nếu là không mặt khác sự nói liền trở về hào hào dưỡng thương đi, đừng nơi nơi hạt hoảng. Bị hạ lệnh trục khách, Triệu Khang Vân cũng là đầu một hồi gặp được, hắn trong lòng thốc một đoàn hỏa. Không được, này phân sai sự không thể làm An gia cầm đi, liền tính Triệu Trấn Quốc đáp ứng rồi An gia, hắn cũng muốn nghĩ cách cướp về. Hảo, ngươi nếu là có việc đã kêu ta. Hắn nói xong, áp lực tức giận bất bình cảm xúc rời đi sân. Triệu Trấn Quốc nhìn hắn bóng dáng, lắc lắc đầu, rõ ràng đều là không sai biệt lắm tuổi người, như thế nào làm người chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Rõ ràng An Tĩnh Nguyên mới là cái kia hư địa chủ phần tử A. Tính, này sống vẫn là cấp An gia. Nghĩ vậy, hắn nhìn An Tĩnh Nguyên, lại chỉ vào trong viện xe đạp, hai người các ngươi đi thôi, xe hôm nay tùy tiện dùng, mặt khác sự chờ trở về lại nói. Dù sao nên cùng Triệu Trấn Quốc nói đều nói, hiện tại Triệu Khang Vân cũng không đi xa, Cố Chi Nghiên một phút cũng không nghĩ nhiều đãi,
vì thế nói tạ sau, chạy nhanh làm An Tĩnh Nguyên đi rửa tay rời đi nơi này. Từ Triệu gia ra tới sau, Cố Chi Nghiên liền nhắc nhở An Tĩnh Nguyên, vừa rồi Triệu Khang Vân tới quá nhanh, chúng ta đều còn không có cùng đội trưởng nói thống kê sự, chờ buổi tối đã trở lại, người nhất định nhớ rõ muốn đem danh ngạch lấy về tới. An Tĩnh Nguyên nghe vậy trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi không cần phải gấp gáp, hắn vừa rồi đáp ứng rồi liền khẳng định sẽ làm được. Cố Chi Nghiên là có điểm cấp, đặc biệt là vừa rồi ở nhìn đến Triệu Khang Vân lúc sau, sợ Triệu Trấn Quốc lại bất công Triệu ra người, ta chính là cảm thấy sớm một chút nói tốt, bằng không máy kéo chúng ta liền bạch tu lạp. An Tĩnh Nguyên nhìn nàng, tổng cảm thấy hôm nay sự có chút xảo, hắn khẳng định trước kia chính mình cùng Trần Công quan hệ trong đội sẽ không có người biết, cũng không biết vì cái gì. Hiện tại hắn lại cảm giác Cố Chi Nghiên giống như đối chính mình sự thực hiểu biết giống nhau, bằng không vừa rồi nàng sẽ không như vậy khẳng định. Trầm ngâm một hồi, hắn nghiêng đầu nhìn nữ nhân, người như thế nào biết ta sẽ tu máy kéo. Cố Chi Nghiên phía trước chỉ lo cùng Triệu gia đoạt sống, cho nên cũng không lo lắng An Tĩnh Nguyên có thể hay không hoài nghi cái gì, hiện tại nhìn hắn vài phần cân nhắc ánh mắt, bỗng nhiên có điểm chột dạ. Ta sao có thể biết đâu, nàng vội rời mắt, không cùng hắn đối diện, ngươi lại không đã nói với ta. Ta chỉ là khí bất quá Triệu Khang Vân kia đức hạnh, cho nên khiến cho ngươi hạt thử bái. An Tĩnh Nguyên hơi hơi mị mắt, thật sự, Cố Chi Nghiên chuyển mắt, cười mắt cong cong, đương nhiên a, ta cũng không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại, thế nhưng thật sự sửa được rồi. Nàng càng là phủ nhận, An Tĩnh Nguyên liền càng là cảm thấy nghi hoặc, trước kia nàng thực thích Triệu Khang Vân, nhưng sau lại nói không gả liền không gả, trước kia bọn họ hai người không nhiều ít giao thoa, nhưng kết hôn ngày đó, nàng lại ở mọi người giữa cô đơn lựa chọn hắn. Nhưng là, hắn cũng không muốn đi nói toạc này đó, chỉ nhìn nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, ta cho rằng ngươi đã sớm chú ý tới ta, nguyên lai chỉ là đoán mò a. Nam nhân tiếng nói trầm thấp tự tính, lại giống như hơi mang một chút tiếc nuối, Cố Chi Nghiên ngạnh trụ, bỗng nhiên cảm thấy hắn lời này giống như có như vậy một chút ái muội. Nàng tưởng tiếp, lại giống như có điểm tiếp không được, chỉ trừng mắt hắn, không nói, đi trước bệnh viện, chuyện khác chờ trở về lại nói. An Tĩnh Nguyên nhướng mày. Nàng này phó hung ba ba bộ dáng nhưng thật ra cùng trước kia che chở chính mình bộ dáng rất giống, có thể là hắn suy nghĩ nhiều quá, liền tính nàng trước kia chú ý tất cả đều là Triệu Khang Vân kia lại như thế nào. Hiện tại Cố Chi Nghiên chính là hắn tức phụ. Hảo, hắn cười nói, Cố Chi Nghiên sẽ không lái xe, nam nhân bụng lại có thương tích, dẫm khởi xe đạp tới so với phía trước muốn lao lực không ít, không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa, hai người mới chạy tới công xã. Phòng chứng lúc này bác sĩ cũng không sai biệt lắm tan tầm. Cố Chi Nghiên liền đi theo nam nhân đi trước tiệm cơm ăn hai chén hoành thánh, theo sau mới đi vệ sinh sở. Cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau, vệ sinh sở vẫn là tứ hợp viện bộ dáng, diện tích không lớn, đều là nhà trệt nhỏ, điều kiện có điểm đơn sơ, hai người đi rồi một vòng, thực mau tìm được rồi phòng khám bệnh. Bác sĩ là cái mang kính viễn thị lão bác sĩ, An Tĩnh Nguyên ngồi ở phòng khám bệnh tiếp thu hắn vọng, văn, vấn, thiết khám bệnh. Đãi kiểm tra xong sau. Cố Chi Nghiên nhìn kia bác sĩ đột nhiên nhăn lại mi, thần sắc khẽ biến, lập tức hỏi, hắn thương có nặng lắm không a? Lão bác sĩ đẩy đẩy hắn kính viễn thị, dương mắt nói, từ kiểm tra tới nhìn vấn đề là không lớn, nhưng hắn thương bụng chỗ, lại vẫn luôn đau, không bài trừ có xuất huyết bên trong tình huống. Cố Chi Nghiên vừa nghe, xuất huyết bên trong, ba chữ, sắc mặt xoát địa một chút trắng dã, kia sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lão bác sĩ tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng là cũng không dám 100% xác định, bên ngoài thân kiểm tra tình huống của hắn còn hảo, nếu là các ngươi không yên tâm hiện tại liền đi trước trong huyện làm bê siêu nhìn xem. Không cần, An Tĩnh Nguyên nói thẳng, đánh nhau bị đánh nào có không đau đạo lý, hắn thương có nghiêm trọng không chính mình nhiều ít có thể cảm giác đến ra tới, nào có xuất huyết bên trong như vậy nghiêm trọng, ngươi cho ta khai điểm dược ta lấy về đi ăn là được. Cố Chi Nghiên có điểm do dự, bác sĩ lại nhìn hai người nói, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Xuất huyết bên trong khả năng tính cũng không lớn, bằng không ngao một ngày một đêm, ai đều chịu không nổi cái loại này đau, ta trước cho các ngươi khai điểm cầm máu hóa ứ dược, nếu là ăn xong hai ngày còn không hảo liền phải đi. Cố Chi Nghiên cái này yên tâm, kia hai ngày này hắn thương phải chú ý điểm cái gì sao? Mấy ngày nay tận lực không cần kịch liệt vận động, xem bác sĩ mặt vô biểu tình ngầm bút viết phương thuốc, thiếu mệt nhọc, dược không thể đình, còn có. Hắn nói ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Lại hỏi, các ngươi hai cái là phu thê đi. Hai người đồng thời gật đầu, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Giây tiếp theo, kia bác sĩ liền nói, bảo hiểm một chút, phu thê sinh hoạt liền trước đừng qua. Cố Chi Nghiên sao có thể nghĩ đến bác sĩ đột nhiên nói cái này,
thiếu chút nữa không bị hắn nói cấp sặc, nàng đốn vài giây, hơi hơi quay đầu, liền thấy nam nhân lấy quyền để môi, làm bộ ho khan vài tiếng, lại hỏi, kia muốn quá bao lâu mới có thể có phu thê sinh hoạt. Hắn đáp lại, giống như thực gấp không chờ nổi dường như, Cố Chi Nghiên cái này không có thể nhịn xuống, trực tiếp khụ lên, đỏ lên một khuôn mặt. Bác sĩ giơ giơ lên mi, đại khái 3 ngày tả hữu đi, thẳng đến ngươi cảm thấy bụng không đau mới thôi. An Tĩnh Nguyên nhướng mày, trong lòng tiếc nuối, hắn là cảm thấy chính mình thương đảo không như vậy nghiêm trọng, cái này bác sĩ mở miệng, Cố Chi Nghiên xác định vững chắc không cho hắn làm điểm cái gì, kia không khác đi. Không có, bác sĩ xé mở đơn từ qua đi cho hắn, đi giao tiền lại đi lấy dược, một hồi tại đây ăn dược nhìn xem lại trở về. Bệnh viện là có xác thuốc phục vụ, lúc này xếp hàng người không nhiều lắm, không qua một hồi ngao tốt dược liền đến tay, Cố Chi Nghiên giám sát nam nhân uống xong đi, lại làm một lần kiểm tra sau bác sĩ mới làm cho bọn họ chạy lấy người. Trên đường trở về như cũ là An Tĩnh Nguyên dẫm xe đạp, hai người tự động xem nhẹ bác sĩ vừa rồi những lời này đó, vẫn luôn trầm mặc, chờ tới rồi ra sắc trời đã tối sầm. Hà Lệ Xu nhìn đến bọn họ trở về, vội vội vàng vàng đem buổi chiều đội trưởng lại đây nói muốn chúng ta thống kê chức vị sự nói cho hai người, sao lại thế này, bọn họ thật sự muốn đem thống kê tốt như vậy sống cấp chúng ta. Không phải Hà Lệ Xu đại kinh tiểu quái, bởi vì loại chuyện tốt này tới thật sự là quá ngoài ý muốn, cho nên không thể không chứng thực bọn họ. Cố Chi Nghiên không nghĩ tới Triệu đội trưởng tốc độ lại là như vậy mau, liền gật đầu, đương nhiên thật sự, nếu đội trưởng lại đây nói, kia quá 2 ngày khiến cho Tĩnh Hân qua đi làm công đi. Mặt khác 3 người nghe vậy nhất thời chố mắt, An Tĩnh Nguyên nguyên nghĩ làm nàng đi đương thống kê, không nghĩ tới nàng lại nghĩ tới An Tĩnh Hân. An Tĩnh Hân chớp chớp mắt, ta đi sao? Cố Chi Nghiên gật đầu, An Tĩnh Hân không yêu cùng người ta nói lời nói, rất ít cùng người khác giao tiếp, đêm này phân công cấp đến nàng, vừa lúc có thể rèn luyện nàng, để tránh miễn nàng giống đời trước giống nhau, thấy ai đều sợ hãi, người khác hung nàng một câu là có thể khóc nửa ngày. Chính là, ta làm không tốt. An Tĩnh Hân theo bản năng rụt hạ cổ, tẩu tử, vẫn là ngươi đi đi. Cố Chi Nghiên lập tức lắc đầu, ta phải đi theo ngươi ca, về sau chúng ta 2 cái còn phải làm buôn bán, ngươi đừng sợ, lớn mật bán ra bước đầu tiên, mặt sau thành thói quen, cái này sống cũng không mệt người. An Tĩnh Hân thấy nàng không chịu, đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng chính mình ca ca. An Tĩnh Nguyên trầm ngâm, cảm thấy Cố Chi Nghiên nói cũng có đạo lý, Tĩnh Hân lúc trước bị xét nhà sự dọa ra di chứng. Mấy năm nay cơ hồ cũng chưa như thế nào cùng người khác giao lưu, nàng lập tức liền 17 tuổi, còn như vậy đi xuống về sau nhật tử khẳng định sẽ rất khổ sở. Rồi sau đó, hắn gật đầu, liền ngươi đi đi, Triệu đội trưởng bên kia khẳng định cũng sẽ có người dạy ngươi, lại nói chúng ta đều ở, ngươi không cần lo lắng. Hà Lệ Xu nhìn mấy người chối từ, đáy mắt thấm ướt, cũng không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy Cố Chi Nghiên gả tiến vào sau trong nhà hết thảy đều trở nên không giống nhau, không khí trở nên náo nhiệt. Nhi tử trở nên nhu hòa, ngay cả hôm nay nàng đi xem mật ong cũng nhiều vài tỷ. Ăn xong cơm chiều sau, Cố Chi Nghiên y lời dặn của bác sĩ đi cấp nam nhân sắc thuốc, trung dược rất khó ngao hảo, muốn thời khắc nhìn hòa hậu, chờ nàng đem dược chuẩn bị cho tốt đoan vào nhà thời điểm, nam nhân vừa vặn đổi hảo quần áo. An Tĩnh Nguyên tiến lên tiếp nhận nàng trong tay chén thuốc, thực mau uống xong, sau đó nói, nương vừa rồi cùng ta nói có thể lấy mật ong, ngày mai ta mang ngươi vào núi. Cố Chi Nghiên thần sắc hơi giật mình, nhìn lướt qua hắn trần trụi bụng, mặt trên còn có thể nhìn đến hắn ứ đốm, người bị thương như thế nào đi. An Tĩnh Nguyên cười khẽ, thanh âm kéo trường làn điệu, đi thu cái mật mà thôi, lại không tính cái gì kịch liệt vận động, người không cần lo lắng. Cố Chi Nghiên nhất thời cũng không nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, chỉ trừng mắt nói, nhưng bác sĩ nói người có xuất huyết bên trong khả năng, đừng loạn lăn lộn, bằng không liền phải đi huyện bệnh viện. Hai người khoảng cách tới gần. An Tĩnh Nguyên nhìn Cố Chi Nghiên, ở minh quang làm nổi bật hạ, nàng oánh bạch da thịt phảng phất lột xác trứng gà, tìm không ra nửa điểm tì vết, lúc này như là bởi vì tức giận, kia gò má nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, liền tiểu xảo vành tai cũng bắt đầu phiếm hồng. Nam nhân hơi hơi khom lưng nhìn chằm chằm nàng, ý vị thâm trường mà cười thanh, không có việc gì, ta thân thể thực hảo, ngươi nếu là không yên tâm, đêm nay chúng ta có thể lăn lộn thử xem. Cố Chi Nghiên ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm hắn cười như không cười ánh mắt. Lại cẩn thận hồi tưởng hắn nói, mới bừng tỉnh minh bạch hai người nói căn bản không ở một cái điều thượng. Nàng lui về phía sau 2 bước, ánh mắt hung ba ba nhìn hắn, An Tĩnh Nguyên, ta ở cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Mắt thấy nàng muốn sinh khí, An Tĩnh Nguyên cũng không đùa nàng, ta nói thật, ngày mai là nhất định phải lên núi, kia mật tì không thể phóng lâu lắm, bằng không thực dễ dàng bị người phát hiện.
Cố Chi Nghiên cũng không dưỡng qua mấy thứ này, nào biết này đó, nàng hoãn khẩu khí, vậy ngươi hôm nay uống lên hai lần dược cảm giác hảo điểm không? An Tĩnh Nguyên cảm thấy hắn bụng là đau, chính là cũng không có như vậy bác sĩ nói được như vậy khoa trương, còn nói cái gì không thể kịch liệt vận động, chứ không cần cùng phòng, nếu không phải chính mình vô tình chịu thương, hắn đều hoài nghi kia bác sĩ là Triệu Khang Vân phái tới nằm vùng. Chứ không cần cùng phòng, ha ha, thật xả. An Tĩnh Nguyên gật gật đầu, hảo rất nhiều, cho nên chúng ta. Nghe bác sĩ nói, Cố Chi Nghiên trực tiếp đánh gãy hắn nói, đời trước sinh bệnh, chết thời điểm rất thống khổ, cho nên nàng càng nguyện ý tin tưởng bác sĩ nói, hai ngày này hảo hảo ngủ ngươi giường. An Tĩnh Nguyên ăn bẹp, rất là khó chịu, còn tưởng hống nàng làm điểm kịch liệt vận động, chính là không chịu nổi bác sĩ khai dược dược hiệu quá mãnh liệt, hơn nữa vội một ngày, không bao lâu hắn liền phạm vào vây. Ngày hôm sau còn có vào núi nhiệm vụ, Cố Chi Nghiên sáng sớm liền tỉnh, nhưng nam nhân so nàng thức dậy sớm hơn, đã đem xe đạp đưa đi Triệu gia, cũng xác định thống kê cái này danh ngạch cho An gia. Cố Chi Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể từ Triệu gia trong miệng đoạt đồ vật, chính là đại khoái nhân tâm. Hai người ăn cơm sáng sau, Cố Chi Nghiên liền cầm thùng gỗ cùng An Tĩnh Nguyên ra cửa, thời gian còn tính sớm, lúc này trên đường còn không có người nào, nàng cũng không hỏi nam nhân rốt cuộc đi như thế nào. Chỉ cùng hắn phía sau, một đường thích ý. Thẳng đến chuẩn bị thượng lối rẽ, nam nhân lại bỗng nhiên ôm nàng bả vai, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cố Chi Nghiên còn từ hắn lại làm cái gì chuyện xấu, đang muốn dãy dụa, lại chỉ nghe được nam nhân cắn thanh âm nói nhỏ, không cần quay đầu lại, mặt sau có người đi theo. Cố Chi Nghiên thân mình cứng đờ, ai? An Tĩnh Nguyên nhàn nhạt nói, Triệu Khang Vân. Cố Chi Nghiên nghe vậy, lập tức hỏa thượng trong lòng, cái này cầu nam nhân, như thế nào còn không có xong không có. Cái này vương bát đản hắn rốt cuộc muốn làm gì? An Tĩnh Nguyên ôm nữ nhân chậm rãi đi, thanh âm lạnh lùng, phỏng chừng muốn bắt chúng ta bím tóc đi, xem ta lần này như thế nào chỉnh hắn. Chương 17 tưởng, lộng, ngươi không cần sằng bậy. Cố Chi Nghiên cũng thực chán ghét Triệu Khang Vân, nhưng là trước hai ngày bọn họ mới vừa từng đánh nhau, nếu là lúc này lại phạm tội, phỏng chừng Triệu Trấn Quốc sẽ không nuông chiều bọn họ hai cái. An Tĩnh Nguyên buổi sáng qua đi Triệu Trấn Quốc bên kia còn xe đạp thuận tiện xin nghỉ thời điểm liền đụng phải Triệu Khang Vân cùng Lưu Hồng Hà, vừa nghe nói thống kê danh ngạch cho An gia, Lưu Hồng Hà tức giận đến ngũ quan đều phải vặn vẹo, nói xong sự tình hắn từ Triệu gia ra tới, còn nghe được Lưu Hồng Hà kêu Triệu Khang Vân cùng lại đây nhìn xem đến tột cùng nói. Vốn tưởng rằng nàng chỉ là nói, rốt cuộc hắn đều về nhà, chính là không nghĩ tới cùng Cố Chi Nghiên từ An gia ra cửa sau, hắn cũng vẫn luôn cảm giác phía sau có người đi theo. Không cần suy nghĩ nhiều hắn đều đoán được là Triệu Khang Vân, thực rõ ràng, bọn họ đem An gia theo dõi, xem ra hôm nay mật khả năng thu không được. Hắn đã theo dõi chúng ta, An Tĩnh Nguyên thanh âm nhàn nhạt đáp lại nàng, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, lòng ta khó chịu. Vậy ngươi không cần đánh nhau, Cố Chi Nghiên nhuyễn thanh khuyên nhủ, bằng không đội trưởng khẳng định sẽ đem chúng ta thống kê danh ngạch thu hồi đi, như vậy nhiều không đáng. Nếu đổi lại trước kia... An Tĩnh Nguyên khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha hắn, nhưng hiện tại kết hôn, có tức phụ quản, vậy không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng cười, ứng thanh, hảo, ta không đánh hắn, nhưng là một hồi hắn nếu là không cẩn thận quăng ngã chạm vào kia cũng đừng trách ta. Cố Chi Nghiên trừng mắt hắn, ngươi muốn làm sao? An Tĩnh Nguyên ánh mắt lạnh lùng, ngọn núi này không có người so với hắn càng quen thuộc, hắn biết nơi nào có hố, nơi nào có khe rãnh, muốn lăn lộn Triệu Khang Vân còn không dễ dàng. Không muốn làm sao, nam nhân đại trưởng đem tay nàng nắm chặt, đi phía trước đi, chúng ta không cần quay đầu lại, làm bộ không biết mặt sau có người là được. Ấm áp tay, rất có lực lượng mà nắm lấy nàng, Cố Chi Nghiên mới vừa rồi bán tín bán nghi, ở thời điểm này có cảm giác an toàn, mặt sau người tựa hồ còn ở theo sát, nàng cũng không hảo cùng nam nhân nói quá nhiều, chỉ câu lấy hắn tay nhắm mắt theo đuôi hướng trong núi đi. Đang là xuân về hoa nở, dọc theo đường đi gặp rất nhiều rau dại cùng loài nấm. Bản năng lấy liền lấy nguyên tắc, Cố Chi Nghiên đơn giản đều đem mấy thứ này nhất nhất đều thu vào trong túi. Ngay từ đầu đỉnh núi tương đối hào tẩu, nhưng càng đi càng khó, đường núi trở nên đầu tiểu, bụi gai đầy đất, nguyên bản còn có thể thấy lộ dần dần bị phức tạp cây cao to chi tiết che khuất. Cố Chi Nghiên mệt mỏi một thân hãn, thấy nam nhân không có dừng lại ý tứ, chỉ mắt trông mong hỏi, kia tôn tử có phải hay không còn đi theo chúng ta a? Dứt lời, An Tĩnh Nguyên, xì cười, thực mau ứng nàng, là... Tôn tử còn đi theo. Cố Chi Nghiên hơi hơi bĩu môi, tưởng quay đầu lại lại không hảo quay đầu lại, kia chúng ta muốn làm gì nha, ta chân đều mau chặt đứt, tưởng nghỉ ngơi. Lập tức, An Tĩnh Nguyên nhìn lướt qua trước mặt hoàn cảnh,
lại nắm nữ nhân tay đi phía trước đi rồi sẽ, tới rồi một chỗ xung xuê nơi, thực mau buông ra tay nàng thực mau buông ra, nói, liền nơi này đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hắn nói thật sự lớn tiếng, khoảng cách ở cách đó không xa Triệu Khang Vân thực mau liền nghe được, nguyên bản vẫn luôn bảo trì khoảng cách không bị phát hiện nam nhân lập tức dừng bước, xoát địa một chút trốn vào một bên cây cối. Đường núi cũng không tốt đi, bị hai người như vậy lang thang không có mục tiêu mà dẫn dắt đi, hắn đều mau mệt hôn mê, thậm chí có điểm tưởng từ bỏ theo dõi, nhưng là, tưởng tượng đến bọn họ thần thần bí bí trên mặt đất sơn, này trong đó khẳng định có vấn đề. Hắn ngồi xổm thụ sau, gắt gao thu liễm hô hấp, không một lát liền nghe được Cố Chi Nghiên cùng nam nhân nùng tình mật ý đối thoại thanh, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng này không khó tưởng tượng bọn họ hai cái hiện tại đang làm gì. Mềm nông lời nói nhỏ nhẹ không tiến mà phiêu tiến lỗ tai, giống một cây châm hung hăng mà chát, làm người đau đớn khó nhịn, hắn tâm tình bực bội, trực tiếp nâng đôi tay bưng kín lỗ tai. Hết thảy ầm ĩ bị cách trở ở hai lỗ tai ở ngoài, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh đến không sai biệt lắm, Triệu Khang Vân chậm rãi buông ra tay, nhưng kia chán ghét thanh âm lại cũng không có vang lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, lập tức từ thụ phía sau ra tới vừa thấy. Cố Chi Nghiên cùng An Tĩnh Nguyên đã sớm chẳng biết đi đâu. Hắn lập tức xông lên đi, ở vừa rồi hai người nghỉ ngơi địa phương khắp nơi mà xoay vài vòng, núi sâu dạ áo, quanh thân đều là nửa người cao cỏ dại, hai người đi qua lộ dùng minh mắt là có thể nhìn ra được tới. Triệu Khang Vân cười lạnh thanh, liền điểm này tiểu tâm tư còn tưởng ném rớt hắn. Môn đều không có, hôm nay nếu là bắt không được bọn họ nhược điểm, hắn cũng đến lộng một cái nhược điểm ra tới. Hắn theo hai người đi qua dấu vết đi phía trước đi, còn không đi ra vài bước, dưới chân bỗng nhiên dẫm không, rồi sau đó hắn cả người không chịu khống chế mà đi xuống trụy. Liền ở cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, Triệu Khang Vân nghe được chính mình xương cốt sai vị tiếng vang, rồi sau đó một cổ tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn nháy mắt theo mắt cá chân thổi quét toàn thân. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng cũng nhịn không được a mà kêu thảm thiết lên, yên tĩnh sơn gian bị thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua. Cả kinh hoa ở trên cây chim tước phành phải cánh lập tức phi thoán. Đãi hoãn qua mức, hắn nhìn thoáng qua chính mình tình cảnh hiện tại, thế nhưng là cái hố sâu. Hố sâu khắp nơi đều là nửa người cao cỏ dại, diện tích không lớn, nhưng là rất sâu, sâu đến bỏ đi ra ngoài đều thực lao lực, nhìn dáng vẻ chính là trước kia đi săn thời điểm chuyên môn cấp dã sinh đào bẫy dập, mà loại này bẫy dập nếu là không cái phụ trợ công cụ căn bản ra không được. Triệu Khang Vân đến bây giờ nơi nào còn không biết là tình huống như thế nào. An Tĩnh Nguyên đầu tiên là mang theo hắn vòng nửa cái sơn chơi hắn một vòng, sau đó lại cố ý lưu manh mối đem hắn dẫn tới nơi này tới, vì chính là làm hắn ngã vào nơi này giờ khắc này. Hắn che lại đau đến không thể nhúc nhích chân, dãy dụa muốn đứng lên, chính là thật sự quá đau, hắn không động đậy, một bực bội, tức giận đến trong miệng trực tiếp chửi ầm lên, An Tĩnh Nguyên ngươi lăn ra đây cho ta, ngấm ngầm giở trò tính cái gì nam nhân, có loại quang minh chính đại cùng lão tử đánh một trận. Kia hai người hình như là cố ý đang đợi hắn kêu to giống nhau, lời nói vừa mới nói xong, liền xuất hiện ở hắn tầm mắt phạm vi. An Tĩnh Nguyên ngồi xổm hố sâu bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn quang ngã ở bên trong nam nhân, thanh âm cả lơ phất phơ hỏi, ngươi tưởng như thế nào quang minh chính đại mà đánh. Triệu Khang Vân ngơ ngẩn, theo bản năng mà sờ soạng mắt cá chân. An Tĩnh Nguyên híp híp mắt, nhìn chằm chằm hắn mắt cá chân, cười cười, bất quá ngươi giống như bị thương, còn có thể đi lên đánh sao. Triệu Khang Vân nhìn kia An Tĩnh Nguyên ánh mắt cười như không cười trào phúng, cơ hồ là nháy mắt, trong lòng lửa giận châm tới rồi cực điểm, đê tiện đồ vật, khó trách là địa chủ gia cầu loại, các ngươi loại người này lúc trước nên bị đánh chết. Thẹn quá thành giận tức giận mắng, An Tĩnh Nguyên tập mãi thành thói quen, hắn coi như làm không nghe được giống nhau, mặt vô biểu tình. Chính là Cố Chi Nghiên trước nay chưa từng nghe qua người khác như vậy mắng chính mình nam nhân, lập tức nắm lên quanh thân tiểu hòn đá trực tiếp hướng Triệu Khang Vân trên người tạp. Chết theo dõi cuồng, ngươi không đê tiện ngươi đi theo chúng ta làm gì. Triệu Khang Vân tránh né không kịp, ngực vững chắc mà ăn nàng đá, bén nhọn hòn đá nện ở xương ngực thượng, đau đến hắn thiếu chút nữa kêu lên. Cố Chi Nghiên nhấp môi cười một cái, ý cười lạnh lùng, không phải muốn đánh nhau sao? Muốn hay không chúng ta kéo ngươi đi lên, cầu chúng ta a. Triệu Khang Vân biết bọn họ nhìn thấu chính mình tình cảnh, cho nên mới cố ý nói như vậy, đã cảm nhận được vũ nhục, hắn tức giận đến nghẹn đỏ mặt. Sau một lúc lâu phun ra một chữ, lan. Hắn nói tàn nhẫn nhất nói, lại làm nhất túng người, An Tĩnh Nguyên cười cười, ngữ khí khinh miệt, đánh lại không dám đánh, đánh cũng đánh không lại, người cũng chính là cái chỉ biết quá miệng nghiện túng hóa. Bất quá xem ở chúng ta cùng đội phân thượng, sợ ngươi ở dưới tịch mịch, cho ngươi bắt cái tiểu đồng bọn chơi chơi.
hắn nói, từ chính mình bên cạnh cầm cái đồ vật ném xuống tới. Đã ăn qua Cố Chi Nghiên mệt, Triệu Khang Vân theo bản năng mà giơ tay đi tiếp theo, kia đồ vật dừng ở trong tay, băng băng lương lương, hoạt hoạt, thế nhưng còn sẽ mấp máy. Chờ thấy rõ đó là thứ gì khi, hắn tức khắc như tao điện giật, hô hấp đều yên lặng, rồi sau đó, trong miệng lại lần nữa kêu sợ hãi đem đồ vật quăng đi ra ngoài, người thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. An Tĩnh Nguyên, hắn giận không thể bóc, chính là lại không có biện pháp, bởi vì hiện tại ra không được. Nhìn hắn biểu tình, Cố Chi Nghiên trong lòng thoải mái, chỉ lạnh lùng nói ngươi túng thật đúng là một chút không sai, một cái không có độc thanh xà mà thôi, nhìn đem ngươi cấp sợ tới mức đều mau đái trong quần. Lần sau còn như vậy lén lút đi theo chúng ta, ta liền trực tiếp báo công an, ngươi tin hay không? Cái kia màu xanh lục xà ném đến không xa, mắt thấy nó lại muốn chiều bên này chui qua tới, Triệu Khang Vân cái này cái gì cũng không màng, kéo nhúc nhích không được chân liên tục tránh né. Cố Chi Nghiên còn tưởng châm chọc hai câu, nhưng hôm nay còn có việc, An Tĩnh Nguyên cũng không tưởng ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn liếc liếc mắt một cái sợ tới mức muốn mất khống chế Triệu Khang Vân, trực tiếp đem nàng lôi đi. Triệu Khang Vân quăng ngã chân, An Tĩnh Nguyên phỏng chừng hắn sẽ không lại cùng lại đây, liền mang theo Cố Chi Nghiên tiếp theo hướng mục đích phương hướng đi, nhưng bị Triệu Khang Vân như vậy lăn lộn, bọn họ ở trên đường liền trì hoãn điểm thời gian, chờ tới rồi địa phương, nhìn ngày thời gian đều đã qua giữa trưa. Nhìn rộng mở thông suốt trong đất đáp không sai biệt lắm 10 cái thùng nuôi ong, Cố Chi Nghiên khiếp sợ đến thiếu chút nữa kêu lên, người dưỡng này, nhiều như vậy. An Tĩnh Nguyên cùng nàng nói thẳng không cố kỵ, năm trước đế liền dưỡng đi lên, chỉ là năm nay mới có thu hoạch, thị trường gần nhất không tồi, ta cân nhắc nếu là không phải còn phải lại dưỡng mấy dương. Dưỡng, ta duy trì ngươi, Cố Chi Nghiên cơ hồ không cần suy nghĩ liền đồng ý, chờ thêm cuối năm, không ngừng có thể bên ngoài làm sinh ý. Thậm chí liền nhà hắn địa chủ mũ đều có thể gỡ xuống, hiện tại có thể nhiều dưỡng liền nhiều dưỡng điểm, đến lúc đó liền có bán không xong mật. An Tĩnh Nguyên nhìn nàng đột nhiên cùng cái tiểu hài tử giống nhau kích động, có điểm muốn cười, nhưng nàng như vậy trực tiếp duy trì, hắn nguyên bản vẫn luôn do dự tâm bỗng nhiên liền kiên định xuống dưới. Xem ra còn phải nhiều đáp mấy cái thùng nuôi ong, càng nhiều càng tốt, như vậy liền không cần chờ lâu lắm mới có mật tì. Mật ong tuy hảo, nên mật cũng không đơn giản. An Tĩnh Nguyên cầm quần áo đem Cố Chi Nghiên bao đến kín mít, nhưng khai dương lấy mật trong quá trình, nàng vẫn là bị chiết một ngụm. An Tĩnh Nguyên thấy thế, đơn giản làm nàng ở một bên nghỉ ngơi, chính mình động thủ lấy mật quay mật ong ngược lại càng mau, một trận thao tác xuống dưới, thái dương đều mau lạc sơn. Thời gian này điểm trở về càng tốt, miễn cho trên đường bị người nhìn thấy, lại sợ trên đường trở về còn đụng tới Triệu Khang Vân, hai người không có ấn đường cũ phản hồi, mà là vòng xa hơn lộ trở về. Về đến nhà khi thiên liền đen, nghĩ đến ban ngày bị theo dõi rình coi sự, An Tĩnh Nguyên lập tức cùng Hà Lệ Xu nói mấy ngày nay muốn nhiều lưu cái tâm nhãn. Hà Lệ Xu gật đầu, hôm nay Tĩnh Hân đi làm công, tuy rằng đại gia đối nàng đảm đương thống kê đều phi thường có ý kiến, nhưng là xem ở Triệu Chân Quốc mặt mũi thượng, bọn họ cũng đều nhịn xuống, nhưng này cũng làm An gia cũng thành mọi người trong mắt cái đinh, đặc biệt là Triệu gia. Yên tâm, ta tiểu tâm đâu, nàng cười nói, Hà Lệ Xu nói xong liền đi phòng bếp. Hôm nay mọi người đều đi làm công, trong nhà cũng chỉ có lão thái thái ở, cơm chiều cũng chưa người làm, lúc này nàng mới làm hai cái, nơi nào đủ ăn. Vừa lúc hôm nay Cố Chi Nghiên cũng hái được không ít nấm loại, nhìn đến nàng đi phòng bếp, cũng liền cầm đồ vật tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Hà Lệ Xu nhìn đến nàng lấy này đó nấm tiến vào, nguyên bản tưởng phương tiện một nồi đốn, chính là Cố Chi Nghiên không nghĩ. Thời tiết này nhiệt, uống bắp cháo ăn chính là bắp màn thầu, mỗi ngày đều là xứng các loại thủy nấu đồ ăn. Nàng thật sự là ăn nị. Nàng nhìn trong phòng bếp vốn dĩ cũng có thanh dưa cùng củ cải đơn giản làm một bộ rau trộn, trước đêm hôm nay trích nấm đều rửa sạch sẽ đặt ở nước sôi chung nấu, sau đó vất ra tới qua nước đá, thanh dưa cùng củ cải đều cắt thành ti, lại đem tỏi cùng mặt khác gia vị liêu đặt ở chén nhỏ chung điều hào, cuối cùng nhiệt du lò nấu rượu xối ở rau trộn thượng. Chờ tràn đầy một chén lớn rau trộn thượng bàn, lại cay lại sảng, không một hồi toàn ăn sạch hết, An Tĩnh Hân khó được mở miệng, lúc này thật cao hứng. Một cái kính mà nói tốt ăn. Nàng ngày thường rất ít nói chuyện, càng miễn bàn nói khen người, Cố Chi Nghiên có điểm hoài nghi cái này cô em chồng có phải hay không ở chụp chính mình mông ngựa, thật sự như vậy ăn ngon sao? Ăn ngon, thực ngon miệng, An Tĩnh Hân gật đầu, tẩu tử ngươi tay nghề thật tốt, lần trước ngươi nấu cơm ta liền phát hiện. Cố Chi Nghiên quay đầu nhìn An Tĩnh Nguyên cũng gật đầu, ăn rất ngon, ta cảm thấy so tiệm cơm làm cho ăn ngon. Hà Lệ Xu cũng cười tùm tìm. Ánh mắt kia phảng phất thực vừa lòng, đáng tiếc nãi nãi hiện tại già rồi không thể ăn cay, nàng khẳng định cũng cảm thấy ăn ngon.
Cố Chi Nghiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sinh ý thượng sự nàng xác thật không hiểu, chính là làm buôn bán, không đều là ăn, mặc, ở, đi lại những cái đó phương diện sao. Đời trước vì lấy lòng Triệu gia, nàng nhưng không thiếu nghiên cứu ăn, chưng, hầm, xào, thậm chí đến tiểu thái cùng đồ ngọt, nàng đều có thể, giống hôm nay nhiều như vậy gà túng khuẩn, nếu không phải vấn đề thời gian, nàng có thể trực tiếp làm thành gà túng khuẩn tương lưu trữ, ăn ngon lại ăn với cơm. Mà Phương Kiến Quốc nơi đó, hắn hình như là thứ gì đều thu đi. Nàng dương mắt nhìn nam nhân, tưởng nói với hắn một chút ý nghĩ của chính mình, chính là nam nhân ăn xong một mặt miệng, liền truyền cùng nàng nói, chờ thêm hai ngày ta đem này đó mật ong bán, chúng ta liền hồi một chuyến ra đi. Cố Chi Nghiên lấy lại tinh thần, biết hắn nói về nhà là cái nào ra, chỉ là hắn đột nhiên nói phải đi về, nàng có điểm kinh ngạc, không phải mấy ngày hôm trước mới đi qua sao. An Tĩnh Nguyên ho nhẹ thanh, có chuyện nói thẳng, chúng ta kết hôn vội vàng, lần trước cũng coi như chỉ cho 30 khối lễ hỏi, ta nghĩ tới mấy ngày đem lễ hỏi cấp bổ tề. Cố Chi Nghiên nghe vậy sừng sốt sẽ, trong lòng đột nhiên một cổ dòng nước ấm kích động, kỳ thật lần trước hồi môn thời điểm Hầu Tú Anh cùng nàng đề qua, nếu cùng An gia kết hôn đến đột nhiên, hơn nữa vẫn là chính bọn họ cầu gà qua đi, nếu là An gia vẫn luôn không nghĩ tới lễ hỏi sự, liền trước đừng nói nữa. Nàng vẫn luôn không đề, nguyên bản cho rằng nam nhân cũng sẽ không nghĩ đến lễ hỏi sự, nhưng là không nghĩ tới hôm nay mới vừa đi cắt mật hắn liền nghĩ đến này. Mẹ ta nói không cần phải gấp gáp, nàng chậm rãi nói, lần trước đã cho cũng đã không sai biệt lắm. Không tốt, An Tĩnh Nguyên nói thẳng, lần trước Triệu gia cấp chính là 120 khối, hắn cấp lễ hỏi sao lại có thể so cái này số còn thiếu, người không cần lo lắng, tiền ta sẽ có. Đúng vậy, Hà Lệ Xu biểu tình cũng có chút xấu hổ, chúng ta cũng không bãi tiệc rượu, lễ hỏi tiền quá ít người khác cũng sẽ xem chúng ta chê cười. Lần trước hồi môn thời điểm Tĩnh Nguyên cũng chỉ mang theo 30 khối, rốt cuộc mua xong đồ vật cũng thật sự không có tiền, bất quá lần này đem này đó mật ong đều bán, hơn nữa mượn một chút, tổng có thể thấu đủ 120 khối. Cố Chi Nghiên là nghĩ làm An Tĩnh Nguyên đem tiền tồn xuống dưới, về sau nên dùng tiền thời điểm lại dùng, có biết bọn họ trong lòng ý tưởng, thấy hai người nhất định phải cấp bộ dáng, nàng liền không có lại kiên trì, hành, kia đến lúc đó rồi nói sau. Chờ cơm nước xong sau nàng liền đi tắm rửa, nghĩ thầm nếu lễ hỏi đưa ra đi, kia An gia đế phòng chừng cũng đào rỗng, nàng bức thiết mà cũng nghĩ muốn như thế nào kiếm tiền. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui, tắm rửa liền trì hoãn điểm thời gian, chờ nàng trở về phòng, nhìn đến An Tĩnh Nguyên ngồi ở bên cạnh bàn không biết đang ở viết cái gì. Thời tiết nóng bức, hắn như cũ trần trụi thượng thân, trong tay bút xoát xoát địa rơi xuống, kéo cánh tay hắn cơ bắp theo động tác cổ động lên, thiên tựa hồ là quá nhiệt, trên người hắn hãn theo cơ bắp hoa văn chậm rãi đi xuống rớt. Mà đi xuống, hắn chỉ xuyên điều trung quần, tứ giác, vừa lúc đao to búa lớn đối với nàng ngồi ở chỗ đó, nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến kia cái gì phình phình, Cố Chi Nghiên theo bản năng nhấp môi dưới, chỉ cảm thấy chính mình muốn hừ muốn chết, rõ ràng tối hôm qua mới dặn dò hắn phải chú ý thân thể, nhưng lúc này lại luôn nhìn chằm chằm người khác xem, còn đông tưởng tây tưởng. Đang nghĩ ngợi tới, hạ bút nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, thâm thúy con ngươi cười, người đang xem ta cái gì đâu. Cố Chi Nghiên hoảng sợ, muốn hướng nam nhân bên kia đi bước chân cũng dừng, thực mau nàng lại thu liễm nỗi lòng, không thấy cái gì a, ngươi ở viết thứ gì. An Tĩnh Nguyên buông trong tay bút, không tiếp theo nàng lời nói, không, ngươi nhìn ta còn nhìn đến ngươi liếm miệng. Cố Chi Nghiên, người nam nhân này đỉnh đầu trường đôi mắt sao? Nàng nào có liếm miệng, nàng chính là nhấp một miệng mà thôi. Nàng trực tiếp giả ngu phủ nhận, không có, ngươi nhìn lầm rồi. Nam nhân hợp nhau vở, khóe mắt ý cười như có như không nhìn chằm chằm nàng, không chỉ là vừa mới, người trước kia cũng thường xuyên nhìn lén ta, đặc biệt là, ta không mặc quần thời điểm. Này một mặt ý cười vị sâu xa, giống như trực tiếp tỏ vẻ nhìn chúng nàng tâm tư, Cố Chi Nghiên sắc mặt bỗng nhiên một năng. Chính là nào có người thừa nhận chính mình là lưu manh đạo lý, nàng hơi hơi dương mắt, đúng lý hợp tình xem qua đi, nào có, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút viết cái gì mà thôi, thuận tiện còn tưởng cùng ngươi nói điểm sự. An Tĩnh Nguyên nghĩ không ra nàng có thể có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, mị hạ mắt, cầm trong tay vở chiều nàng phương hướng đưa qua đi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì. Cố Chi Nghiên đi qua đi, theo sau đem vở tiếp nhận tới mở ra, mặt trên rậm rạp viết một ít tên cùng con số, tuy rằng nhất thời nhìn không thấu, nhưng là nàng có thể đoán được, tưởng đối ứng tên mặt sau này đó con số đều là đối ứng tên phí tổn. Nguyên lai hắn ở một ít vật phẩm phí tổn đơn giá, nàng trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới nam nhân còn sẽ có cái này thói quen, nàng khép lại vở, dương mặt nhìn nam nhân, nói sinh ý thượng sự, ta
ta cũng muốn kiếm điểm tiền. Nàng tới rồi trước mặt, An Tĩnh Nguyên lúc này mới phát hiện hôm nay nàng tắm rửa xong tựa hồ cũng không có giống tối hôm qua như vậy đem nội y mặc vào tới, áo ngủ rộng thùng thình, kia không thể miêu tả phong cảnh luôn là ở trước mặt hắn như ẩn như hiện. Hắn hơi đề ra khẩu khí, ngữ khí bình tĩnh, ngươi tưởng bán rau trộn. Ngươi như thế nào biết? Cố Chi Nghiên kinh ngạc, bất quá, cũng không nhất định là rau trộn, cũng có thể làm điểm mặt khác rau ngâm hoặc là đồ ngọt gì đó. Những cái đó củ cải thanh dưa gì đó phí tổn đều thực tiện nghi, làm lên cũng rất đơn giản, ngươi xem được chưa? Nam nhân như suy tư gì, Cố Chi Nghiên lại nói, ngươi bằng không hiện tại trước tính toán, chúng ta hẳn là bán nhiều ít mới có thể kiếm được tiền. Nếu không có lời nói, ta đây lại suy xét một chút khác, chọn chút tiện nghi làm, thế nào? Nữ nhân thanh âm ở bên tai ong ong mà vang, chính là An Tĩnh Nguyên tâm tư lại không thượng này mặt trên, hắn ánh mắt khóa trụ nàng dáng người, kia xương quai xanh, kia chân, cùng với kia hai song sáng lấp lánh mắt, thấy thế nào đều tươi đẹp động lòng người. Hắn ngừng thở, tầm mắt hơi hơi đừng quá một bên, nghĩ một hồi muốn như thế nào hống nàng làm mới hảo đâu. Cố Chi Nghiên phát hiện chính mình hỏi nửa ngày nam nhân đều không có đáp lại, giống như bị bát một chậu nước lạnh dường như, nàng lòng có điểm lạnh. Ta nghiêm túc cùng ngươi phân tích như thế nào kiếm tiền, nhưng ngươi lại thất thần, giống như thực khinh thường bộ dáng, thật sự làm người bực bội thật sự. Nàng chậm rãi thở hắt ra, đem vở đặt lên bàn, xoa nổi lên eo, thực không khách khí mà đối nam nhân lạnh nhạt nói, An Tĩnh Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Ta đang nói với ngươi đâu? An Tĩnh Nguyên chậm rãi đảo mắt, nhìn đến nàng tức giận mà mặt, cũng thấy được hôm nay nàng cánh tay bị chiết địa phương, hồng hồng, còn có điểm sưng. Hắn bỗng nhiên cười. Kéo qua nàng cái tay kia, nhìn thoáng qua, theo sau cúi đầu, khóe môi hướng nàng cánh tay kia bị chập địa phương hôn đi xuống. Ấm áp đầu lưỡi dừng ở cánh tay thượng, ấm áp, Cố Chi Nghiên đều ngốc, hoàn toàn không thể tưởng được này nam nhân là cái gì mạch não, chỉ cảm thấy hắn ở có lệ chính mình. Nàng muốn ném ra nam nhân tay, chính là căn bản ném không xong, chỉ bất đắc dĩ nói, An Tĩnh Nguyên, người trong đầu rốt cuộc tưởng cái gì nha. Nam nhân ngẩng đầu, hơi hơi liếm khóe môi. Nhìn nàng bởi vì hô hấp mà phập phồng ngực, lại nhìn ở ánh sáng nhu hòa làm nổi bật hạ, nàng ba quang liễm diễm tựa như tươi đẹp ngày xuân hai mắt, cười rộ lên, gằn từng chữ tưởng, lộng, ngươi. Hắn tiếng cười trầm thấp ái muội, theo sau một cái dùng sức, trực tiếp gần ở gang tấc nữ nhân chặn ngang bế lên, đao to búa lớn mà hướng tân hôn kia trương giường đi. Chương 18 phô thê việc, đột nhiên không kịp phòng ngừa một ôm, Cố Chi Nghiên kinh ngạc mà, a, một tiếng. Còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị nam nhân ném ở trên giường. Tân giường đều là phô đến hảo hảo, chiếu trúc phía dưới lót đệm mềm, nàng bị ném đi lên sau, thân thể còn bắn một chút, rồi sau đó, An Tĩnh Nguyên liền phủ lên tới, đem dồn dập hô hấp phun ở trên mặt nàng. Cố Chi Nghiên bỗng nhiên mà phản ứng lại đây, một phen giơ tay để ở ngực hắn, ngữ khi có chút hoảng loạn, ngươi làm gì nha, thương hảo sao? Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, An Tĩnh Nguyên hô hấp hơi xúc. Bức thiết mà lôi kéo tay nàng đi xuống đè ở hắn thương chỗ, hảo, không tin ngươi sờ xem, không đau. Cố Chi Nghiên tay ấn hắn thương chỗ, chỉ cảm thấy giống đụng phải con nhím cùng cục đá giống nhau, lại thứ lại ngạnh, mờ nhạt ánh đèn, lấy nàng hiện tại tư thế, cũng nhìn không thấy hắn thương chỗ có phải hay không còn sưng, ta không biết a. Nàng thanh âm có chút nhứ loạn, trắng nõn nhu nhuận gò má phiếm đỏ ửng, An Tĩnh Nguyên cười hống, ta cũng nói không rõ, cho nên chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hắn nói trắng ra nhiệt liệt, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi, cao lớn cưng rắn thân mình lại tán xa lạ hơi thở đem nàng áp chế, Cố Chi Nghiên thân mình bỗng nhiên có chút phát run. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng ngay từ đầu nàng cũng từng câu dẫn qua hắn, tưởng bức thiết mà cùng hắn làm chân chính phu thê, hiện tại thật sự muốn tới, lại bỗng nhiên cảm giác có điểm sợ hãi. Nhưng phu thê chi gian khẳng định phải đi kia một bước, cho nên nàng hoãn khẩu, nâng xuống tay đi chọc chọc hắn ngực, kia, người đi tắm rửa. Nàng gò má phiếm yên hồng, thanh âm run ngụy nguy lộ ra khẩn trương, giống chỉ bị khi dễ miêu nhi giống nhau đáng thương, xem đến An Tĩnh Nguyên giọng nói đều cảm giác muốn bốc hỏa, ta đã sớm chính mình ở bên ngoài tẩy hào. Hắn biểu tình vội vàng, Cố Chi Nghiên cũng quính lên kia, người đi thổi đèn. An Tĩnh Nguyên do dự sẽ, cười hỏi, không thể mở ra đèn sao? Cố Chi Nghiên cắn môi, đen nhánh con ngươi chớp chớp, lắc đầu, thấp thấp nói, kia vạn nhất bọn họ ban đêm lên không đều đã biết sao? An Tĩnh Nguyên nhìn nàng gò má đỏ ửng, dường như một đóa kiều diễm đào hoa, cánh hoa tính chất khinh bạc sáng trong, có thể nhìn đến da thịt hạ tiểu mạch máu. Nếu là mở ra đèn, có thể nhìn ở nàng động tình bộ dáng, sẽ chỉ làm người càng thêm muốn ngừng mà không được. Chính là,
Nàng lời nói nghĩ lại cũng là, bọn họ hiện tại rốt cuộc vẫn là ở cùng một chỗ, có rất nhiều không có phương tiện. Vì thế nam nhân không nói hai lời cầm lấy đầu giường cây quạt, bay thẳng đến kia dầu hỏa đèn hung hăng dùng sức một phiến, trong nhà nháy mắt đen xuống dưới. Hắc ám bao phủ, sở hữu cảm quan ở thời điểm này đều bị phóng đại, Cố Chi Nghiên nghe được nam nhân dồn dập tiếng tim đập, kia sáng quắc hô hấp phun, giống hỏa giống nhau thiêu nàng. Nàng run run, đáp ở nam nhân ngực thượng tay hơi hơi nắm chặt, tuy rằng đời trước nàng đối nam nữ loại sự tình này cũng từng có thể cảm, trên cơ bản chui vào đi là không có gì cảm giác, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nam nhân, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đệ nhất. Nàng lời nói còn chưa nói xong, nam nhân môi liền cắn xuống dưới, hắn không muốn nghe nàng nói cái gì nữa, chỉ nghĩ hung hăng chứng minh chính mình. Hắn không thầy dạy cũng hiểu, thân nàng miệng, thân nàng nhĩ, động tác ngây ngô lại vội vàng, giống đầu cả người đầy ngập nhiệt huyết nghé con. Cố Chi Nghiên vô lực chống đỡ hắn nhiệt tình, chỉ dầm gì, gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra làm người ngượng ngùng thanh âm. Nhưng nàng càng là như vậy, thanh âm kia lại càng là làm nam nhân không thể khắc chế, chỉ nắm nàng eo, nhiệt huyết sôi trào mà, một lần lại một lần mà ở nàng bên tai nói làm người cảm thấy thẹn lại thô tục nói. Một hồi chiến bác, cuối cùng ở nữ nhân thấp thấp khóc ngâm thanh chậm rãi bình ổn xuống dưới, gió đêm ấm áp, thổi tan trong nhà ái muội dấu vết, đèn một lần nữa sáng lên. Trần trụi tương đối, Cố Chi Nghiên nhìn đến nam nhân da thịt phím ánh sáng, hắn ngực thượng hoa văn rõ ràng, cơ bụng từng khối chỉnh tề mà xếp hạng nơi đó, nhìn tràn ngập co giãn. Ý thức được cái gì, nàng vẻ mặt ửng đỏ, vội lôi kéo thảm mỏng che khuất thân thể của mình, mím môi, tưởng nói chuyện lại cảm giác yết hầu đã ách đến phát không ra tiếng. Nàng cuốn lên hàng mi dài nhẹ nhàng run, mặt mày gian tất cả đều là nhu nhược đáng thương, xem đến An Tĩnh Nguyên bỗng nhiên đau lòng muốn chết, hắn duỗi qua tay một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, có đau hay không? Cố Chi Nghiên là cái trọng sinh người, loại sự tình này sau nàng cũng không nghĩ không làm ra vẻ, nhưng tại đây sự kiện thượng, nàng cảm thấy chính mình giống như cùng chính mình đời trước ký ức có đại đại xuất nhập. Kiếp trước cùng Triệu Khang Vân cảm tình không tốt, hắn cơ hồ không thế nào chạm vào nàng, làm lên cũng chỉ là làm qua loa. Nàng từ đầu tới đuôi nàng cơ hồ là không có gì cảm giác. Nhưng hiện tại là thật sự đau a, nàng không biết là chính mình nhớ lầm vẫn là đời trước Triệu Khang Vân không được, tóm lại hiện tại chính là đau. Nàng hơi hơi rời mắt, phát ách giọng nói thấp thấp mà ừ một tiếng, đau a. An Tĩnh Nguyên tuy rằng lần nữa áp lực chính mình nói muốn nhẹ một chút cẩn thận một chút, chính là lần đầu thể nghiệm loại người này sinh, hắn thật sự làm không được khống chế tự nhiên. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu cắn nàng nhĩ. Thanh âm trầm thấp hỏi kia, nếu không ta cho ngươi xem. Cố Chi Nghiên theo bản năng đáp lời, thấy thế nào? An Tĩnh Nguyên cong môi, mặt dày vô sỉ, ngươi nhấc chân cho ta xem. Dứt lời, Cố Chi Nghiên phản ứng lại đây, trừng lớn mắt, da mặt tử cũng mỏng lên, trực tiếp mắng, An Tĩnh Nguyên, ngươi cũng quá vô sỉ đi, như thế nào đột nhiên? Tưởng như vậy, An Tĩnh Nguyên sỉ cười, nghiêng đầu một chút hôn nàng môi, theo sau nói, chúng ta đều đã như vậy. Ngươi còn có cái gì ngượng ngùng? Tưởng tượng đến muốn cho nam nhân cho nàng tẩy chỗ đó còn muốn thượng dược, Cố Chi Nghiên cảm thấy như thế nào cũng không tiếp thu được, từ bỏ, hảo kỳ quái. An Tĩnh Nguyên không thuận theo không buông tha, thật sự, ta từ nhỏ liền bị đánh, muốn cái gì dược có cái gì, ngăn đau dược nhiều đến không đếm được, một hồi cho ngươi tẩy sát một sát thì tốt rồi. Ta đây vẫn là không cần thượng, Cố Chi Nghiên hừ thanh, vì thế bối quá thân đối hắn, sẽ chính mình tốt. Nàng này quay người lại, tinh tế ngọc eo lộ ở hắn mí mắt hạ, như là cố ý câu nhân dường như, nam nhân cả người máu lại bắt đầu chấn hưng lên. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, đầy ngập nhiệt huyết, sao có thể chỉ cần một lần là có thể ăn no, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, kia còn có một loại ngăn đau phương pháp, người muốn hay không nghe. Cố Chi Nghiên quay đầu lại, chớp chớp mắt, nhìn hắn giảo hoạt con ngươi liền cảm giác khả năng không phải cái gì chuyện tốt. Thực mau, nam nhân dán lại đây, cúi đầu dán nàng nhĩ cười nói. Nhiều thí vài cái liền không đau, không tin chúng ta hiện tại thử lại xem. Hắn nói xong, thực mau dùng thực tế hành động chứng minh lời hắn nói là đúng. Đêm nay, trong phòng giường Diêu Chi vang mãi cho đến sau nửa đêm mới dần dần nghỉ ngơi. Ngày kế, Cố Chi Nghiên tỉnh lại thời điểm, bên ngoài trời đã sáng, chỉ phòng quải bức màn là màu lam, nàng vô pháp xuyên thấu qua ánh nắng đoán được hiện tại thời gian. Theo bản năng, nàng chống thân mình lên, nhưng tiếp theo nháy mắt một cổ đau nhức khó làm che trời lấp đất thổi quét nàng. Nàng ngốc một hồi, trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên hai người lăn ở bên nhau không ngừng nghỉ hình ảnh. Cố Chi Nghiên trên mặt liền giống lửa đốt giống nhau, rốt cuộc hắn vẫn là thực tuổi trẻ, tàn nhẫn lên thật là một chút đều không tiết chế, nàng đều mau chịu không nổi.
Nàng nghĩ nghĩ, chân lại mềm nhũn, trực tiếp lại ngồi trở lại trên giường, đem chính mình áo ngủ cầm lấy tới mặc tốt. Mới vừa thay quần áo, cửa mở, nam nhân trong tay dẫn theo chậu xuất hiện ở cửa. Người tỉnh, nam nhân thần sắc tự nhiên đi vào tới, bước chân vững vàng, hiện tại cảm giác thế nào? Cố Chi Nghiên biết hắn hỏi chính là cái gì, chỉ là hiện tại ban ngày ban mặt, loại chuyện này lại bị nhắc tới, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, còn hảo đi. An Tĩnh Nguyên đem chậu rửa mặt đặt lên bàn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kia thật dài lông mi nhẹ nhàng run, dường như cũng ở thẹn thùng. Hắn khóe môi hơi hơi câu lấy, trực tiếp đi theo nàng cùng nhau ngồi ở trên giường, nếu là thật sự đau, thật đúng là được với dược. Cố Chi Nghiên ừ một tiếng, nghĩ tới cái gì, dương mắt nhìn nam nhân, chúng ta tối hôm qua như vậy, nương bọn họ không nghe được đi. Căn phòng này cách âm quá kém, bọn họ hai cái tối hôm qua làm cho như vậy tàn nhẫn, nàng lại luôn khống chế không được chính mình thanh âm, lăn lộn lâu như vậy, còn không biết cách vách mấy cái có thể hay không nghe được đâu. An Tĩnh Nguyên nghe vậy cười cười, không biết a. Hắn nói một đốn, thò qua mặt đi, ở nàng bên tai nói nhỏ, nhưng là kêu rất khá nghe. Cố Chi Nghiên không biết chính mình kêu là bộ dáng gì, nhưng là hắn thò qua tới liền vì khen nàng, trong lòng có điểm đắc ý lại có điểm ngượng ngùng, ta muốn đánh răng. An Tĩnh Nguyên nhướng mày, đứng dậy nói, không cần phải gấp gáp, cơm sáng đã làm tốt, nương các nàng đều ăn, một hồi các nàng ra cửa ngươi lại đi ra ngoài cũng không muộn. Cố Chi Nghiên gật đầu, vì thế xúc khẩu rửa mặt, đang chuẩn bị cùng nam nhân đi ra ngoài, ngoài cửa liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Thanh âm này, nàng lại quen thuộc bất quá, là Lưu Hồng Hà. Như thế nào lại là nàng? Đối với Triệu gia người, nàng đã phiền chán, hôm nay nàng lại muốn làm gì? Tưởng tượng đến gia nhân này còn ở đúng là âm hồn bất tán, An Tĩnh Nguyên sắc mặt cũng âm chắc chắc, trầm nói, người đi ăn cơm, ta đi bên ngoài nhìn xem. Cố Chi Nghiên cũng hết muốn ăn ăn cơm, liền đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Trong viện đứng không ít người, tất cả đều là trong đội quen thuộc người, Lưu Hồng Hà mang theo bọn họ Triệu gia vài người đứng ở cầm đầu vị trí, hùng hổ, vừa thấy liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Hà Lệ Xu đứng ở kia, vẻ mặt bất đắc dĩ mà cùng bọn họ giải thích cái gì. Vừa thấy đến bọn họ ra tới, Lưu Hồng Hà cũng không nghe Hà Lệ Xu nói chuyện, trực tiếp liền gân cổ lên bắt đầu kêu, An Tĩnh Nguyên, ngươi cùng Cố Chi Nghiên hai cái đem nhà của chúng ta Khang Vân Tàng nào, nhanh lên nói, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, chúng ta Triệu gia cùng ngươi An gia thế bất lưỡng lập. Cố Chi Nghiên nghe vậy kinh ngạc, này bà điên tìm không nhi tử sao? Tới tìm bọn họ làm gì? Chẳng lẽ ngày hôm qua Triệu Khang Vân một ngày đều không có về nhà? Chương 19 khí hôn mê. An Tĩnh Nguyên nhìn Lưu Hồng Hà kia trương khắc nghiệt sắc mặt, chào phúng nói thầm, ngươi lời này có ý tứ gì? An gia là nhà các ngươi tổ tông sao? Thí đại điểm sự ngươi đều chạy đến nhà của chúng ta tới. Lời này vừa ra, Triệu Khang Vân hắn cha Triệu Học Quân lập tức liền đen mặt, người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? Nhà của chúng ta người tìm không thấy, như thế nào liền thành thí đại sự? An Tĩnh Nguyên nhưng không như vậy đại nhẫn nại cùng Triệu gia người cãi cỏ, chẳng lẽ không phải? Người nhi tử tìm không ra quan chúng ta chuyện gì, ngươi là hắn cha lại không phải ta là cha hắn. Triệu Học Quân tức giận đến nghẹn họng, đây là người nào a? Cùng trưởng bối nói chuyện như vậy không khách khí. Ngươi còn trang, Lưu Hồng Hà một khuôn mặt cũng đỏ lên, tuyệt đối tin tưởng Khang Vân mất tích cùng bọn họ có phiết không rõ quan hệ. Hắn ngày hôm qua cùng các ngươi lên núi sau liền không trở về quá, suốt một ngày một đêm không thấy người. An Tĩnh Nguyên chào phúng cười thanh, nhìn về phía mọi người. Mọi người đều biết chúng ta cùng Triệu Khang Vân quan hệ không tốt, ta còn có thể có kia tâm tình cùng hắn cùng nhau vào núi. Hắn suốt đêm không có trở về, nói không chừng liền ở đâu cái nữ nhân trong ổ tiêu dao sung sướng. Lời này một lời nói, Cố Chi Nghiên thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, không nghĩ tới nam nhân so nàng còn mang thù, thế nhưng lại giữa vạch trần Triệu Khang Vân về điểm này phá sự. Những người khác cũng đều bị nhắc nhở, lúc trước Cố Chi Nghiên không có gả cho Triệu Khang Vân. Nhưng còn không phải là bởi vì Triệu Khang Vân cùng nữ nhân khác không minh không bạch sao. Nói nữa, từ Cố Chi Nghiên gả cho An Tĩnh Nguyên lúc sau, bọn họ cùng Triệu gia quan hệ kia kêu một cái như nước với lửa, Triệu Khang Vân sao có thể cùng bọn họ cùng nhau vào núi đâu. Bọn họ đều nhìn về phía Lưu Hồng Hà, ánh mắt mang theo nghi ngờ, có người thực mau liền hỏi, Tĩnh Nguyên nói đúng a, người có phải hay không lầm, hắn sao có thể cùng Tĩnh Nguyên bọn họ hai cái vào núi a. Hắn khẳng định là có chuyện gì không có phương tiện cùng các ngươi nói, cho nên mới không trở về đi. Ta tưởng cũng là, nói không chừng vội xong rồi liền bản thân đã trở lại đâu. Người nhi tử đều hơn 20 người, cả đêm không trở lại lại có quan hệ gì.
Chính là bởi vì biết Khang Vân đi theo An Tĩnh Nguyên lên núi không trở về cho nên Lưu Hồng Hà mới như vậy cấp, hiện tại nghe mọi người đều hướng về An gia, nàng giận sôi máu, các ngươi nói bừa cái gì, Khang Vân ngày hôm qua chính là cùng bọn họ vào núi, kia Sơn nghe nói còn có lợn rừng, nhân mệnh quan thiên sự, ta sao có thể nói giỡn. Nàng tiện đà quay đầu nhìn An Tĩnh Nguyên, ngày hôm qua cũng chỉ có các ngươi hai cái lên núi, ngươi đừng nói không biết, nói không chừng hắn cũng chưa về chính là các ngươi cấp làm hại. Nói xong, nàng há mồm liền khóc thét lên, bắt đầu âm dương quái khí mà đoàn người không lương tâm, nói chính mình nhi tử đều không thấy rồi kết quả những người này còn tại hoài nghi bọn họ. Kia tiếng khóc quá giả, cùng lại đây Triệu gia trưởng bối thật sự xem không hiểu Lưu Hồng Hà này phó thao tác, lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không đừng gào, không hỏi liền chạy nhanh chạy lấy người, mất mặt xấu hổ đồ vật. Lưu Hồng Hà bị hắn như vậy một mắng, lập tức dừng tiếng khóc. Lão nhân kia lại nhìn về phía An Tĩnh Nguyên, giải thích nói, Khang Vân một ngày một đêm không về nhà, nàng cũng là lo lắng quá độ mới nói lung tung, ngươi đừng để ở trong lòng, nếu là ngươi gặp qua hắn liền cùng chúng ta nói một câu. An Tĩnh Nguyên thật đúng là không nghĩ tới Triệu Khang Vân thế nhưng bỏ không ra cái kia hố, hắn sinh tử cùng chính mình không quan hệ, cho nên cũng không tưởng nói cho Triệu gia Triệu Khang Vân hiện tại ở đâu. Nhưng kia tòa sơn rất lớn, cái kia hố vị trí cũng thiên, nếu làm cho bọn họ một đám người mãn vùng núi đi tìm người, như vậy hắn dưỡng ở trên núi những cái đó ong mật liền rất dễ dàng bị bại lộ. Hắn liền trước nhận, ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra rồi, hắn vừa lên núi liền lén lút mà đi theo chúng ta mặt sau, bất quá theo tới nửa đường liền rất hố, còn rất có cốt khí không cho chúng ta cứu, ta cũng không có biện pháp, phỏng chừng hiện tại còn ở cái kia hố đi. Dứt lời, Triệu gia mấy người sắc mặt biến đổi, kia tòa sơn nơi nơi đều là trước kia có chút người trộm đi săn đào bẫy dập, nếu là thật ngã xuống, chính mình rất khó bò lên tới. Trong núi khả năng còn có lợn rừng, ngày này một đêm đãi ở bên trong ra không được, kia không được muốn mạng người sao. Lưu Hồng Hà lập tức luống cuống, chỉ vào bọn họ cùng mọi người reo lên, ngươi xem ta nói chúng rồi đi, chính là bọn họ làm hại Khang Vân, bằng không hảo hảo một người đi đường, sao có thể chính mình rớt hố. Cố Chi Nghiên lạnh lùng nói thím, ngươi như thế nào không nói nói Triệu Khang Vân vì cái gì muốn đi theo chúng ta. Hắn có phải hay không còn tưởng đổi cái biện pháp khi dễ ta. Mọi người nhìn về phía Lưu Hồng Hà thần sắc liền thay đổi, lần trước Khang Vân cùng Tĩnh Nguyên đánh nhau, nhưng còn không phải là bởi vì Chi Nghiên bị khi dễ sự sao. Chẳng lẽ Triệu Khang Vân lại muốn làm gì chuyện xấu? Triệu Học Quân tuy rằng cũng cảm thấy hắn bà nương lời này nói được không sai, nhưng là vạn nhất An Tĩnh Nguyên không nói cho bọn họ Khang Vân rớt cái nào hố, kia không được mãn sơn đi tìm người sao? Được rồi, người đừng nói chuyện, hắn trầm khuôn mặt, lạnh lùng quát lớn nàng, sau đó lại nhìn An Tĩnh Nguyên. Kéo xuống ra mặt cùng hắn ôn tồn mà cùng hắn hỏi cái hầm kia vị trí. An Tĩnh Nguyên ánh mắt rét run, nhìn Triệu Học Quân, ta có thể nói cho các ngươi hắn vị trí, nhưng là từ tục tiểu ta nói ở phía trước, các ngươi Triệu gia lại như vậy dây dưa chúng ta, lần sau ta quyền cước đã có thể không có mắt, đánh cho tàn phế lộng chết ai ta cũng không sợ ăn thương. Tử. Nói xong, hắn nhặt lên dưới chân nửa khối gạch, hung hăng mà hướng Lưu Hồng Hà trước mặt một tạp, thế nhưng tạp cái 7-8 lạn. Mọi người đều bị hắn đầy người lệ khí hoảng sợ, bọn họ đều hiểu biết An Tĩnh Nguyên, kia đánh nhau là một tay, trước kia niên thiếu thời điểm đánh người đều là không nhẹ không nặng, nếu không phải mỗi lần đánh nhau có người ngăn đón, thật đúng là có thể đem người cấp đánh chết. Những người này cùng Triệu gia nhưng không có gì quan hệ, cùng lại đây chỉ là xem cái đến tột cùng mà thôi, hiện tại đến tột cùng xem xong rồi, tự nhiên liền chạy nhanh đi rồi. Triệu Học Quân bị một cái hậu bối như vậy uy hiếp, cũng cảm thấy thể diện không ánh sáng. Nhưng là hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, cho nên biết vị trí sau chạy nhanh lôi kéo Lưu Hồng Hà chạy lấy người. Một hồi trò khôi hài, bất quá nửa giờ liền tan, Hà Lệ Xu sắc mặt rốt cuộc hoãn xuống dưới, trong nhà còn có hai thùng mật phóng, liền sợ bọn họ thật sự vọt vào tới bị phát hiện, hiện tại người đều đi rồi, nàng liền thúc giục An Tĩnh Nguyên cầm đi công xã. Cố Chi Nghiên còn nghĩ nàng sinh ý, liền nhìn An Tĩnh Nguyên, nếu không ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Ta tưởng mua một ít gia vị trở về. Nghĩ nàng vừa rồi đi đường tựa hồ có điểm biệt nữ, An Tĩnh Nguyên ánh mắt không tự giác cũng hướng nàng dưới thân thoáng nhìn, cười nói tính, ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ngươi muốn này đó ta sẽ cho ngươi mua trở về. Hắn ánh mắt quá mức rõ ràng, Cố Chi Nghiên một giây liền đọc hiểu hắn ý tứ, nàng chỗ đó là không thế nào đau, chính là tổng cảm giác giống như có thứ gì còn ở bên trong, đi đường có điểm khó chịu, quái biệt nữ. Làm cho Hà Lệ Xu mặt bị hắn như vậy nhắc tới, nàng có điểm ngượng ngùng. Chỉ mềm mại trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ta đây đi viết đơn tử cho người ta ngươi. Nói xong nàng trực tiếp vào nhà,
An Tĩnh Nguyên cũng đi theo vào nhà. Cố Chi Nghiên cầm vở cùng bút ngồi ở bên cạnh bàn soát soát địa hạ bút, An Tĩnh Nguyên đứng xem nàng, liếc mắt một cái liền thấy nàng trên cổ dấu hôn, cười thanh, người cổ đỏ. Cố Chi Nghiên nghe vậy dương mắt, theo bản năng duỗi tay đi sờ, hơi hơi mở to mắt, nơi nào. Mau lấy gương cho ta chiếu chiếu. An Tĩnh Nguyên từ một bên cầm lấy gương đưa qua đi nói, đẹp. Cố Chi Nghiên nhìn trong gương chính mình trắng nõn bên trái trên cổ, thật đúng là có một chút dấu hôn, nàng cắn môi, lập tức trừng mắt nam nhân, ngươi vừa rồi như thế nào không nhắc nhở ta nha, khẳng định bị những người đó thấy được. An Tĩnh Nguyên duỗi tay, nhéo nhéo nàng cằm, không có việc gì, chúng ta người nhà quê tâm tư thô, đoán không được đó là như thế nào làm ra tới. Hắn tay thực thô ráp rất dài, Cố Chi Nghiên không tự giác mà lại hướng nam nhân kia xem qua đi, nghĩ hắn tối hôm qua không dứt mà lăn lộn, một khuôn mặt cũng không biết cố gắng mà đỏ. Nàng nga thanh, làm bộ dường như không có việc gì mà buông gương đem đơn tử viết hảo đưa qua đi, ta viết đồ vật ngươi nhưng xem trọng, giống nhau đều không hảo thiếu, biết không? An Tĩnh Nguyên tiếp nhận đơn tử trực tiếp nhét vào túi, nhìn nàng gò má đột nhiên hiện lên kia hai luồng đỏ ửng, nhướng mày cười, còn có cái gì muốn phân phó ta sao? Nhìn hắn sáng quắc ánh mắt, hình như là đoán được nàng vừa rồi trong lòng ý tưởng, Cố Chi Nghiên hơi hơi rũ mắt, đã không có, người đi sớm về sớm, đừng làm cho người khác phát hiện. Ta đây có chuyện muốn nói. An Tĩnh Nguyên duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, chăm chú nhìn ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Cố Chi Nghiên đợi nửa ngày không gặp hắn nói chuyện, chỉ ngẩng đầu, chớp chớp mắt, vậy ngươi nói nha. An Tĩnh Nguyên tiến lên, cơ hồ gần sát nàng, Cố Chi Nghiên dường như nghe được hắn, bùm, tiếng tim đập. Một lát sau, nam nhân hơi hơi khuynh hạ thân tới, khóe môi cắn nàng nhĩ tiêm, trầm thấp cười, chờ ta trở lại, buổi tối chúng ta còn như vậy lộng, được không? Hắn thanh âm trầm thấp hồn hậu, đặc biệt gợi cảm, mang theo xôn xao nhân tâm nhiệt liệt thổi quét, Cố Chi Nghiên thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững. Người nam nhân này, như thế nào thời khắc đều suy nghĩ cái này? Nàng bắt lấy nam nhân tay, trực tiếp đem đẩy hướng ngoài cửa, cắn môi nói, chờ ngươi trở về lại nói. An Tĩnh Nguyên nhìn nàng mãn má đỏ ửng, vẻ mặt muốn cự còn nghênh, khóe môi ngoéo một cái, theo sau cầm viết đơn tử liền trộm dẫn theo mật ong ra cửa. Hắn vừa đi, mặt khác hai người liền phải đi làm công, An Tĩnh Hân mới vừa lên làm trong đội thống kê, hôm nay tự nhiên cũng muốn cùng Hà Lệ Xu cùng nhau đi ra ngoài, trong nhà lão thái thái không thể không ai chiếu cố, Hà Lệ Xu liền không cho Cố Chi Nghiên đi theo cùng đi xuống đất. Tuy rằng nàng lý do thoái thác thực hoàn mỹ, nhưng là lão thái thái trước kia cũng có một người ở nhà thời điểm. Cố Chi Nghiên cảm thấy Hà Lệ Xu không cho nàng đi làm công, khẳng định là đã biết tối hôm qua bọn họ chuyện đó cho nên mới lấy cớ làm nàng ở nhà nghỉ ngơi. Chờ bọn họ ba người vừa đi, trong nhà liền dư lại nàng cùng lão thái thái, Cố Chi Nghiên ăn xong cơm sáng, liền bồi lão thái thái nói chuyện phiếm, nhưng nàng lại không nhận người, Cố Chi Nghiên nói như thế nào nàng cũng chưa phản ứng. Cố Chi Nghiên còn rất tiếc nuối, này lão thái thái trước kia cũng là quan gia đại tiểu thư, hiểu sự nhưng nhiều, nếu là nàng còn thanh tỉnh. Cũng là cái lợi hại nhân vật. Dù sao cũng không có việc gì làm, nàng đơn giản liền ngồi ở lão thái thái bên cạnh một bên cùng nàng nói vừa lời nói, vừa nghĩ làm này đó rau ngâm cùng rau trộn. Lúc này từng nhà đều làm sẽ làm một ít rau ngâm cùng rau trộn, nhưng là hương vị cũng liền miễn cưỡng, nếu muốn làm ra hương vị càng dai, vẫn là xem gia vị cùng ướp phương pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng viết một ít đại khái chế tác quá trình, sau đó đem lão thái thái tự mình lưu tại trong nhà. Cầm giỏ rau đi đất phần trăm nhìn xem còn có này đó đồ ăn có thể đương nguyên liệu. Đất phần trăm không xa cũng không gần, đại khái hơn 10 phút bộ dáng liền đến, không sai biệt lắm 2 phân mà, đang là mùa xuân, trong đất trồng rau còn rất nhiều, có rau xanh đậu que, củ cải, dưa chuột, mang tây từ từ một ít mùa rau dưa, điền biên bên cạnh còn loại mấy cây ớt cay thụ. Tuy rằng này đó đồ ăn lượng không nhiều lắm, nhưng là đã cũng đủ làm Cố Chi Nghiên kinh hỉ. Như vậy nàng nhóm đầu tiên đồ ăn thực mau là có thể làm ra tới. Cố Chi Nghiên hái được một ít đồ ăn, lại đem này đất trồng rau cỏ dại rửa sạch một mảnh, chờ vội đến không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn theo rổ trở về. Nhưng ở trên đường trở về, nàng đụng tới buổi sáng đi tiếp Triệu Khang Vân trở về đoàn người. Phỏng chừng không có nghĩ đến Triệu Khang Vân chân bị thương, cho nên bọn họ cũng không mang cái gì cáng linh tinh đồ vật qua đi. Lúc này... Triệu Khang Vân tóc hỗn độn đến cùng ổ gà giống nhau ghé vào Triệu Học Quân bối thượng, hắn nhắm hai mắt, môi sắc trắng bệch, vẻ mặt dơ hề hề đến cùng khất cái dường như, đôi tay vô lực từ Triệu Học Quân trên vai rũ đến phía trước tới, nhìn tựa như một cái kể bên tử vong người giống nhau. Cố Chi Nghiên trong lòng kinh ngạc, đêm qua ở cái kia hố rốt cuộc ra chuyện gì, hắn thế nhưng biến thành dáng vẻ này, hảo thảm nha.
nàng một chút không đau lòng, thậm chí cảm thấy hiện tại tâm tình có chút không tồi, xứng đáng, ai làm hắn không có việc gì một bụng ý nghĩ xấu đi theo dõi bọn họ. Nhi tử bị trọng thương, Lưu Hồng Hà là nghĩ nhanh lên đi bệnh viện, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải cái này yêu tinh hại người, nàng táo bạo cảm xúc lại nhịn không được cuồn cuộn lên. Đang muốn phát ra hỏa, lại bỗng nhiên lại còn nhớ rõ buổi sáng An Tĩnh Nguyên ở nàng trước mặt ném kia nửa khối gạch, nàng đề ra khẩu khí, hận ngứa mà đè nặng đầy ngập lửa giận quay đầu đi không đi xem nàng. Đi theo Triệu gia người cùng nhau qua đi hỗ trợ người lại cùng Cố Chi Nghiên chào hỏi, nguyên bản ở Triệu Học Quân bối thượng muốn chết không sống Triệu Khang Vân nghe được, Cố Chi Nghiên, ba chữ khi đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt, gân xanh dữ tợn từ hắn cái trán tuôn ra, Cố Chi Nghiên. Cố Chi Nghiên nhướng mày nhìn về phía Triệu Khang Vân, bên cạnh phía trước cười, tươi cười điểm mỹ đáng yêu, có việc sao? Triệu Khang Vân nhìn nàng tới gần, bỗng nhiên mắt sắc phát hiện nữ nhân trên cổ tựa hồ có một chút hồng, lại nhìn nàng vừa rồi đi đường tư thế tựa hồ có điểm không thích hợp, thấy thế nào đều là tối hôm qua bị hung hăng lộng quá bộ dáng. Tối hôm qua, hắn lo lắng đề phòng chịu đựng đau đớn, chịu đựng sợ hãi ở hũ uy muỗi, uy sâu, kết quả bọn họ hai cái đầu sỏ gây tội thế nhưng ở trên giường loan. Phượng, điên, đảo, tiêu dao mau, sống. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến, bọn họ là như thế nào một bên lăn lộn một bên cười nhạo còn ở hũ uy muỗi chính mình. Hắn trừng lớn mắt, một cổ tử khí từ ngực nảy lên trong lòng, ngươi, ngươi. Hắn nói, chỉ cảm thấy kia cổ khí đột nhiên xông lên cổ đầu, hai mắt vừa lật, theo sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lưu Hồng Hà thấy thế, sợ tới mức trực tiếp thét chói tai, mau đưa bệnh viện, hài hắn cha ngươi thất thần làm gì, mau đi tìm đội trưởng mượn máy kéo, chạy nhanh đưa hài tử đi bệnh viện a. Đoàn người cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi đang ngủ ngon giấc người đột nhiên tỉnh lại hôn mê bất tỉnh, nhưng là hiện tại người hôn mê, bọn họ cũng chỉ đến chạy nhanh đem người đưa qua đi. Cố Chi Nghiên nhìn đoàn người liền như vậy trực tiếp chạy, buồn bực nửa ngày cũng tưởng không rõ, Triệu Khang Vân ở kêu nàng tên lúc sau như thế nào liền hôn mê đâu. Chương 20 hảo hạ lưu, Cố Chi Nghiên cũng lười đến suy nghĩ, nàng trực tiếp về nhà, đem vừa rồi trích đồ ăn thu thập một lần, nhìn ngày không sai biệt lắm, liền bắt đầu làm cơm chiều. Chờ làm tốt sau khi ăn xong, Hà Lệ Xu cùng An Tĩnh Hân liền đã trở lại, hai người trở về trên đường nghe nói Triệu Khang Vân đã đi bệnh viện sự, nghe nói là nâng cái nửa chết nửa sống trở về. Tuy rằng thực hà giận, nhưng Hà Lệ Xu có điểm lo lắng bọn họ sẽ đem Triệu Khang Vân rất hố sự đẩy cho An gia, liền cùng Cố Chi Nghiên đề ra, lại hỏi nàng, chúng ta muốn hay không cũng đi bệnh viện nhìn xem. Theo đạo lý tới nói, nếu là trong đội có người nằm viện, làm cùng cái đội viên bọn họ là hẳn là đi xem, chính là hiện tại An gia cùng Triệu gia quan hệ, liền tính là Triệu Khang Vân thực sự có cái gì không hay xảy ra, Cố Chi Nghiên cũng sẽ không đi. Nàng nhìn Hà Lệ Xu, thanh âm nhàn nhạt, không đi, hắn nếu là dám nói là chúng ta đẩy hắn hạ hố ta liền dám nói hắn muốn phi lễ ta, dù sao chúng ta ai đều không có chứng cứ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hà Lệ Xu vẫn là có điểm lo lắng, liền tưởng chờ chính mình nhi tử trở về thương lượng nhìn xem muốn như thế nào ứng đối, chính là chờ đến trời tối cũng không có chờ đến An Tĩnh Nguyên thân ảnh. Hôm nay hắn đi công xã đi chính là đường núi, liền tính trên đường đi được lại chậm cũng không nên lâu như vậy còn chưa tới ra, trừ phi trung gian có việc trì hoãn. Nàng càng chờ trong lòng càng là lo âu, Cố Chi Nghiên cũng dần dần cảm thấy không thích hợp, nghĩ thầm, người nam nhân này nên không phải là bị bắt đi. Hà Lệ Xu ngồi không yên, nói thẳng, các ngươi ăn cơm trước đi, ta cầm đèn pin đi bên ngoài nhìn xem. Tuy rằng lo lắng, nhưng Cố Chi Nghiên cảm thấy An Tĩnh Nguyên hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, chỉ đè lại Hà Lệ Xu nói, nương, ngươi đừng vội, chúng ta chờ một chút, Tĩnh Nguyên cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy sự, nếu là lại trễ chút hắn không trở lại ta liền cùng ngươi cùng đi. Hà Lệ Xu suy nghĩ một chút lại ngồi xuống, an tâm mà đem cơm ăn, chờ ba người ăn đến kém không được. Chậm chạp chưa về An Tĩnh Nguyên rốt cuộc đã trở lại. Vừa thấy đến người trở về, mấy người cuối cùng yên tâm, Cố Chi Nghiên đánh giá nam nhân, hắn lông tóc chưa thương, chỉ là mặt mày nhìn giống như có điểm mỏi mệt, người như thế nào lâu như vậy mới trở về. An Tĩnh Nguyên đem hôm nay mua được đồ vật đặt ở đến một bên, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống hạ, ta đi bệnh viện nhìn Triệu Khang Vân. Dứt lời, ba người nhất thời chố mắt, Cố Chi Nghiên lông mày một ninh, trừng mắt hắn, người đi xem hắn làm cái gì. Tiểu tâm bị bọn họ ngoa thượng. An Tĩnh Nguyên nhướng mày, không có biện pháp, ta chuẩn bị khi trở về chờ gặp phải, ta vừa lúc muốn nhìn một chút tình huống của hắn cho nên liền đi. Cố Chi Nghiên lạnh nhạt nói, bác sĩ nói như thế nào, hắn có hay không gãy chân. Nhìn nàng ánh mắt cùng trong giọng nói đều mang theo chán ghét, An Tĩnh Nguyên không tiếng động cười, không có,
hắn chỉ là gãy xương, phỏng chừng muốn nằm trên giường 1-2 tháng, này 2 tháng hẳn là đủ hắn chịu được. Cố Chi Nghiên hừ một tiếng, loại người này nên ở hố, cứu ra còn không biết sẽ làm gì chuyện xấu. Hà Lệ Xu cũng đang muốn cùng An Tĩnh Nguyên nói chuyện này, kia Lưu Hồng Hà có hay không nói làm chúng ta bồi tiền gì đó. Không có, An Tĩnh Nguyên thần sắc nhàn nhạt, có như vậy nhiều người ở bệnh viện, nàng không dám, liền tính nàng muốn ta cũng sẽ không cho. Hà Lệ Xu nhìn hắn thần sắc tự nhiên bình tĩnh, cảm thấy hẳn là không có việc gì, yên tâm đi ngủ. Nhưng là, Cố Chi Nghiên cảm thấy hắn như vậy vãn mới trở về, sự tình khẳng định không hắn nói được nhẹ nhàng như vậy, chờ nam nhân cơm nước xong sau, nàng liền lôi kéo hắn vào phòng chất vấn. An Tĩnh Nguyên không nghĩ tới lừa gạt bất quá nàng, nghĩ việc này không nhất định có thể giấu được, liền đem buổi chiều ở trở về trên đường đụng tới Triệu gia sự cùng nàng nói, theo sau nói, sự tình đã giải quyết. Nâng hắn đi bệnh viện đội viên đều hướng về chúng ta, công an bên kia cũng sẽ không chỉ nghe bọn hắn nói nói liền phán chúng ta có sai. Cố Chi Nghiên không nghĩ tới Triệu gia thế nhưng có thể mặt dày vô sỉ mà đem An Tĩnh Nguyên kéo đi cục công an rằng co, tức giận đến cắn răng, nếu không phải hắn trong lòng có quỷ còn theo dõi chúng ta, sao có thể sẽ ngã xuống, nên ngã chết mới hảo. Nàng mặt bởi vì sinh khí nhiễm một mạt ửng đỏ, ở ánh sáng nhu hòa hạ nhìn phá lệ kiều nộn, giống xé rách ra mật đào. Đang tản phát ra mê người thơm ngọt, câu đến người thèm nhỏ dãi. An Tĩnh Nguyên chỉ cảm thấy lúc này sôi trào máu toàn hướng trong thân thể nơi nào đó dũng đi xuống, hắn hầu kết hơi lăn, không tức giận, hắn hiện tại gãy xương, Triệu gia lại ở công an nơi đó ăn bẹp, hẳn là có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian, chúng ta bên tai cũng có thể thanh tịnh. Cố Chi Nghiên nghe vậy hoãn khẩu khí, dù sao hiện tại sự tình đã giải quyết, nàng không đáng sinh khí, chỉ gật gật đầu, ta không tức giận. Nàng hôm nay vội một ngày, ra một thân hãn, bởi vì nam nhân đều vãn về, nàng lo lắng được đến hiện tại còn không có tắm rửa, hiện tại sự tình trần ai lạc định, nam nhân bình an trở về, nàng liền cầm áo ngủ đi tắm rửa gian. Không thành tưởng nam nhân cũng theo lại đây, còn đem áo trên cấp cởi, Cố Chi Nghiên thực mau minh bạch hắn ý tứ, nghĩ nghĩ, vẫn là làm hắn, ta tẩy đến tương đối chậm, vẫn là ngươi trước đến đây đi. An Tĩnh Nguyên đen nhánh con ngươi mang theo cực nóng quang nhìn chằm chằm nàng, quá muộn, cùng nhau tẩy đi. Phảng phất không nghe rõ, Cố Chi Nghiên, a, mà nghi hoặc một tiếng, cùng nhau tẩy. An Tĩnh Nguyên khóe môi dơ lên một mặt độ cung, đúng vậy, thiên quá muộn, như vậy tiết kiệm thời gian. Cố Chi Nghiên trừng mắt, vẻ mặt, ngươi có phải hay không điên rồi, biểu tình nhìn hắn, rồi sau đó, lại tự mình não bổ một chút tối hôm qua hắn cường hãn bộ dáng, một khuôn mặt xấu hổ và giận dữ lại đỏ lên, ngươi đừng náo loạn, trong nhà còn có người đâu. Nàng rũ mi rũ mắt, hà phi hai má. An Tĩnh Nguyên trong lồng ngực trái tim phảng phất bị tiểu miêu nhi cào giống nhau phát ngứa, hắn hơi hơi một nuốt, hai ba bước lên trước tới gần nàng, cúi đầu cười, sợ cái gì, các nàng đã sớm ngủ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem ta bộ dáng sao? Hắn nói, lôi kéo tay nàng đi xuống, Cố Chi Nghiên hoảng sợ, tắm rửa gian hoàn toàn không có cách âm hiệu quả, chỉ cần phát ra điểm thanh âm là có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng đời trước tuy rằng kết quá hôn, chính là cũng chưa từng có to gan như vậy, không được. Nương một hồi khẳng định muốn lên, nói không chừng muốn mang nãi nãi thượng WC. An Tĩnh Nguyên đi bước một tiến lên tới gần nàng, sẽ không, nãi nãi phòng có nước tiểu thùng. Cố Chi Nghiên chỉ cảm thấy người nam nhân này người thô lá gan cũng đại, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thậm chí còn có điểm không biết xấu hổ, nàng lui về phía sau đến góc tường, trừng mắt hắn kia cũng không được, người người này như thế nào như vậy, hảo hạ lưu. Hạ lưu, An Tĩnh Nguyên cười khẽ. Duỗi tay trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy, chúng ta hiện tại là phu thê, thân mật nhất sự đều làm, đối với ngươi hạ lưu chỗ nào không hảo. Nàng ý đồ giãy giụa muốn ra tới, chính là nam nhân gắt gao thủ sẵn nàng, lăn lộn nửa ngày cũng vô dụng, ngược lại là nam nhân càng ôm càng chặt, cuối cùng trực tiếp đem nàng bay lên không bế lên để ở tường bản thượng, ách thanh âm cười nói nữa, ngươi chính là nhìn chằm chằm vào thân thể của ta xem, ta liền tưởng cho ngươi xem ta không được sao. Hai người nói đều không phải một chuyện, hắn còn ở cưỡng từ đoạt lý. Cố Chi Nghiên chừng hắn, đối thượng hắn cười chế nhạo đôi mắt, nàng nồng đậm lông mi run rẩy, nguyên bản đã nóng lên gò má, thật là nhiễm kiều diễm ửng đỏ, ai muốn xem ngươi xú đồ vật. An Tĩnh Nguyên lại cười, như thế nào không nhìn, ta về sau nhưng tất cả đều là ngươi a. Cố Chi Nghiên bị hắn bức cho không biên, nhỏ giọng lẩm bẩm, kia, vậy ngươi cũng không cần ở chỗ này a, thật là. Ngươi thuận tiện giúp ta xoa bôi a. Nam nhân tựa hồ cũng không tưởng buông tha nàng, chỉ thẳng thắn vòng eo, hôm nay chạy một ngày, trên người đều là hãn, nhưng ô uế, ngươi cho ta xoa xoa. Cố
Cố Chi Nghiên cảm giác có cái gì chọc nàng một chút, thân mình liền cùng bị điện giống nhau, chỉ nức nở một tiếng, cũng không dám động. Mặt sau sự hết thảy đều thuận lý thành chương, chẳng sợ trải qua quá tối hôm qua thân mật nhất khoảng cách, chính là Cố Chi Nghiên lại ngượng ngùng đi xem hắn, nam nhân lại nhéo nàng cằm, chậm rãi đem nàng mặt bẻ lại đây. Cố Chi Nghiên chỉ liếc mắt một cái liền đem hắn xem cái biến, ánh mắt khiếp sợ. Tối hôm qua toàn bộ hành trình đều là đóng lại đèn, liền tính bật đèn thời điểm nàng cũng không dám nhìn chằm chằm nam nhân xem. Chính là hiện tại, đó là thứ gì lớn lên như vậy khó coi a. Xong rồi, nàng muốn trường lỗ kim, bịt kín không gian, tùy thời khả năng bị người rình coi, còn có nữ nhân ánh mắt kia khiếp sợ, trong hoàn cảnh này mang cho nam nhân kích thích thúc giục hắn càng thêm lớn mật. Hắn hôn nàng, hận không thể đem nàng thân mình xoa tiến chính mình trong cốt nhục, cường tráng thân mình cùng rắn chắc eo lực đều một chút mà cùng nàng biểu thị công khai lực lượng của chính mình. Cố Chi Nghiên cảm thấy chính mình muốn chết giống nhau, chỉ một lần lại một lần âm thanh động đất thanh xin tha, nhưng lúc này đêm đã khuya, bên ngoài căn bản không ai, nam nhân đã sớm thu không được. Đêm nay, rõ ràng nói tốt vì tiết kiệm thời gian mới cùng nhau tắm rửa, chính là sau lại lăn lộn, đèn dầu đều thấy đáy, hai người mới chậm rãi kết thúc. Nam nhân thu thập tàn cục, cho nàng tắm xong, cuối cùng đem nàng ôm trở về nhà ở. Hai người liền như vậy nằm ở trên giường, Cố Chi Nghiên mệt đến mềm cả người, hiện tại chỉ nghĩ ngủ, chính là An Tĩnh Nguyên lại tinh thần phấn chấn, tựa khai máy hát giống nhau nói cái không ngừng, người những cái đó đồ ăn có thể bán, chỉ là bởi vì ăn không hảo bảo tồn, nếu có thể cầm đi trong huyện liền càng dễ dàng có doanh số. Hắn đang nói sinh ý sự, Cố Chi Nghiên biết bọn họ người nhà quê đều sẽ chính mình làm mấy thứ này. Cho nên nhận đồng lời này, kia phải làm sao bây giờ, chúng ta tự mình đi trong huyện sao? Trong huyện ly công xã như thế nào cũng đến 4 cái giờ tả hữu, qua lại một chuyến liền một ngày thời gian, hơn nữa muốn bán đồ vật, ngày này qua lại cũng không đủ thời gian. Không có việc gì, ta cùng Phương Kiến Quốc nói làm hắn hỗ trợ. An Tĩnh Nguyên gắt gao ôm nàng, dù sao hắn cũng thường xuyên sẽ đi trong huyện, nếu có thể bán đến thành, cũng cùng mật ong như vậy, chúng ta chuyển cho hắn làm hắn kiếm điểm chúng gian giới là được. Cố Chi Nghiên ngẫm lại cũng là, hiện tại bọn họ có người trung gian, nếu đồ vật có thể bán đến thành, mặt sau mặt liền không cần nhọc lòng, chỉ là thiếu kiếm một chút sự thôi. Nàng mí mắt mệt dã rời, tưởng đáp lời nam nhân, lại như thế nào cũng không mở miệng được, chờ đến tỉnh lại khi, đều đã là ngày kế mặt trời lên cao. Nàng mở to mắt nhìn phòng, hoảng hốt một hồi mới dãy dụa từ trên giường chậm rãi bò dậy. Tối hôm qua sự quá mức với cảm thấy thẹn, nàng thật cẩn thận mà mặc xong quần áo. Đi tới cửa trộm ra bên ngoài ngắm ngắm, tựa hồ không ai. Ngẫm lại cũng là, đều lúc này, Hà Lệ Xu các nàng hẳn là đi làm công đi. Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên có người đẩy một chút môn, Cố Chi Nghiên vừa thấy, là An Tĩnh Nguyên. Có thể là tối hôm qua tất cả đều đem chính mình thân thể bí mật giao cho nam nhân, Cố Chi Nghiên hiện tại nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy thẹn thùng, chỉ lui về phía sau, đem cửa mở ra, cười tùm tìm hỏi hắn, vài giờ lạc. An Tĩnh Nguyên cũng không quá xác thật thời gian, mau 11 giờ đi, người còn muốn nghỉ ngơi sao? Cố Chi Nghiên lắc đầu, từ bỏ, người không phải nói bán mật chúng ta muốn đi Cố ra sao? An Tĩnh Nguyên trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cổ dấu hôn còn có một chút, kỳ thật cũng không quá ảnh hưởng, chỉ là không biết có phải hay không này hai cái buổi tối làm cho quá độc ác, hắn cảm giác nữ nhân đi đường không quá nhanh nhẹn, tính, quá hai ngày đi thôi. Cố Chi Nghiên nghi hoặc, như thế nào không đi? An Tĩnh Nguyên ho nhẹ thanh, cười cười, sợ ngươi chân đau đến đi không hảo lộ. Cố Chi Nghiên nguyên bản là cảm giác chính mình đã bắt đầu thích ứng hắn, chính là hắn như vậy vừa nói, thật giống như đột nhiên nổi lên phản ứng dây chuyền, nàng lập tức liền cảm thấy thân mình không quá nhanh nhẹn. Này chết nam nhân, như thế nào mỗi lần lăn lộn xong liền bắt đầu đùa giỡn nàng, còn không có xong không có. Nàng lười đến phản ứng nam nhân, nói không chừng một hồi hắn lại muốn ở ban ngày làm, thật là hạ lưu. Mấy ngày nay không đi Cố ra, Cố Chi Nghiên đơn giản liền thừa dịp nhàn rỗi bắt đầu lăn lộn nàng rau ngâm chủng loại quá nhiều, đất phần trăm lớn lên những cái đó đều có thể trở thành nguyên liệu, chỉ là củ cải cùng thanh dưa không thể phóng lâu lắm, cho nên nàng lấy rau cải cùng đậu que loại là chủ. Này đó ít nhất muốn yêm thượng một tuần mới có thể mở ra, đem đồ ăn để vào bình rỗng đặt vội xong sau, Cố Chi Nghiên cùng An Tĩnh Nguyên trở về một chuyến Cố ra, đem 100 khối lễ hỏi đưa lên. Hầu Tú Anh bị này 100 khối dọa sợ. Lần trước An gia đã cho 30 khối lễ hỏi, lúc này lại cấp 100 khối, kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng đầu óc bỗng nhiên tưởng tượng, An gia vẫn là trước kia An gia sao? Hầu Tú Anh tổng cảm giác An gia giống như che giấu chuyện gì,
nhưng đừng đến lúc đó xảy ra chuyện mới hảo. Nàng vội đẩy trở về, các ngươi mới vừa kết hôn, đòi tiền địa phương nhiều nữa, này tiền trước tha các ngươi kia, trở về sau đỉnh đầu lỏng lại cấp cũng không muộn. An Tĩnh Nguyên lại đẩy trở về, tuy rằng này 100 khối mượn một chút, nhưng là bọn họ cũng có thể còn phải khởi, không có việc gì, nương, này vốn dĩ chính là để lại cho ta chuẩn bị kết hôn dùng, chúng ta còn có thể lại kiếm. Qua lại đẩy hai lần, Hầu Tú Anh nhìn Cố Chi Nghiên liếc mắt một cái, thấy nàng chớp mắt, cuối cùng liền không chối từ, ta đây đi hái chút rau, làm Tĩnh Nguyên cùng ca ca ngươi hảo hảo ăn chút cơm. Nương, ta đi trích, Cố Chi Nghiên đối nhà mình đất phần trăm quá quen thuộc, nếu là một hồi trong đất có nàng muốn đồ ăn còn có thể trích một chút trở về An gia. Hầu Tú Anh liền tùy nàng đi, Cố Chi Nghiên cầm giỏ rau liền ra cửa. Cố ra đất phần trăm gần một ít, liền 10 phút lộ, Cố Chi Nghiên còn chưa tới mục đích địa đã bị người gọi lại, nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Ngô Ngọc Như trong tay cũng dẫn theo giỏ rau ở sau người. Đây là cùng An Tĩnh Nguyên kết hôn lo toan Chi Nghiên lần thứ hai gặp phải Ngô Ngọc Như, lần trước đụng tới nàng vẫn là cùng Triệu Khang Vân ở bên nhau, nàng sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nghĩ lý nàng, trực tiếp xoay người đi rồi. Ngô Ngọc Như đi theo nàng phía sau, cũng không giận, chỉ biên truy biên nói, Khang Vân nằm viện ngươi biết không? Cố Chi Nghiên nguyên bản thanh tĩnh mấy ngày lỗ tai hiện tại lại muốn nghe nàng đề việc này, trong lòng bực bội thật sự, dưới chân bước chân càng nhanh. Ngô Ngọc Như thấy nàng không theo tiếng, còn chạy trốn càng mau, cũng chỉ đến nhanh hơn bước chân đuổi kịp nàng, ngươi đi xem hắn đi, ta nghe Khang Nguyệt nói hắn hiện tại ở bệnh viện đều ăn không ngon, ngươi đi xem một chút hắn, hoặc là hắn liền tiêu tan. Cố Chi Nghiên bỗng nhiên liền bực bội, quay đầu lại lạnh lùng liếc nàng, Ngô Ngọc Như, ngươi đủ chưa? Nàng cau mày, đen nhánh đôi mắt bên trong lập lòe lửa giận, đem Ngô Ngọc Như hoảng sợ, ngươi đừng nóng giận, ta chính là cảm thấy chúng ta ba cái cùng nhau lớn lên, hắn hiện tại sinh bệnh, đi xem một chút cũng không có việc gì đi. Huống chi các ngươi trước kia, câm miệng, Cố Chi Nghiên ánh mắt mát lạnh đánh gãy nàng lời nói, lại trào phúng nói, ngươi muốn đi xem ngươi tình lang liền chính mình đi, mang lên ta làm gì? Hắn không ăn cơm cũng hảo, muốn chết cũng hảo, về sau hai người phá sự, đừng nhắc lên ta. Nói xong, lại trực tiếp đi rồi. Ngô Ngọc Như nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi mị mắt. Trong nguyên văn, Cố Chi Nghiên cùng Ngô Ngọc Như là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Tuy rằng hiện tại Ngô Ngọc Như cảm thấy chính mình xuyên thư sẽ dẫn tới cốt truyện đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là Cố Chi Nghiên giống như đối nàng cảm tình cũng biến đến quá nhanh chút. Nghĩ đến nàng đột nhiên kết hôn tái giá với An Tĩnh Nguyên, lại lập tức đối Triệu Khang Vân cảm tình trở nên nhanh như vậy, nàng đầu óc liền bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ, nàng cũng là cái xuyên thư nữ, cho nên nhìn chúng An Tĩnh Nguyên nhà giàu số một thân phận. Nghĩ vậy nhi, nàng đem nguyên lai muốn hỏi nói thu hồi tới, trong nguyên văn, An Tĩnh Nguyên là đối, Cố Chi Nghiên, có cảm tình, nếu người này thay đổi linh hồn. Nàng giống như biết làm sao bây giờ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của chúng tôi, nhớ like, share và đăng ký kênh Beauty Audio hoặc bấm chuông bên dưới để theo dõi bộ truyện mới nhất.